Hôm trước mình đã học đến 128 rồi đúng không nè? Trong cái 128, cô nhắc cái 128 thôi nha. Còn 121 á thì chúng ta học rồi, không nhắc nữa. 128 bao gồm nè. Tiền gửi có kỳ hạn là 1281. Tín phiếu và kỳ phiếu nằm trong 1281. 1282 là trái phiếu, 1283 cho vay và 1288 là các khoản khác bao gồm cả cả cổ phiếu ưu đãi với điều kiện bắt buộc là phải mua lại trong tương lai. Về cách hạch toán, 128 giống 121, nghĩa là nó tăng bên nợ và giảm bên có. Bên nợ sẽ tăng theo phương pháp giá gốc bao gồm giá mua cộng chi phí mua. Bên có là phương pháp FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Về lãi nhận trước, hôm qua cô có thấy một bạn nhắn hỏi cô. Đó là cô, bạn chụp cái chỗ này nè. Không phải lớp mình hay không thì con biết. Bạn hỏi cô khúc mà cô ghi chỗ mua lại á. Cô ghi có hai trường hợp. Đó là nhận lãi trước tại thời điểm phát hành và nhận lãi sau. Thì bạn nói cô là cái này cô ghi có bị thiếu không? Tại sao không có 3387? Thì cô mới nói bạn là xem lại cái video cô đã giảng, bởi vì cái trường hợp mà mua lại á, không mua trực tiếp từ người phát hành á, là nó không có tài khoản 3387 và cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Nếu trường hợp mình đi mua lại từ một ông A, ông B, ông C nào đó, mình không mua trực tiếp từ người phát hành thì dù cái lãi nhận trước hay lãi nhận sau á, nó không có quan trọng. Chỗ này không thể có 3387 bởi vì mình không phải là người nhận lãi mà là cái người trước người ta nhận hết rồi, do đó mình không có trường hợp lãi nhận trước đưa vào 3387 ở chỗ này. Chỉ có trường hợp mà mua lại mà lãi nhận sau á là chúng ta có lãi dồn tích, và lãi dồn tích là lãi do người trước nắm giữ, lãi dồn tích khi nhận sẽ ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Cái đó cô hướng dẫn rồi, được không ạ? À? Do đó cô mới ghi hai cái ví dụ này nè, và cô ghi rõ là không phân biệt lãi nhận trước hay lãi nhận sau mà. Thấy không? Cô ghi rõ mà. Tại thời điểm mua đó, chúng ta bán, người ta bán bao nhiêu mình mua bấy nhiêu, cô ghi rất rõ, được không ạ? À? Chỉ trừ khi cái trường hợp mua bình thường đây nè, là mua trực tiếp từ người phát hành á thì mình mới có lãi nhận trước đưa vào 3387. Hãy phân biệt được không ạ? À? Khi nào lãi nhận trước, khi nào lãi nhận sau, mà lãi nhận trước trường hợp mua lại thì không được ghi nhận. Trường hợp nếu như lãi nhận trước mà mình ghi vào 3387 thì cuối kỳ kế toán phải chuyển từ 3387 sang 515. Lãi dồn tích thì hôm trước mình học rồi nè. Lãi dồn tích là lãi do người trước nắm giữ. Lãi dồn tích khi nhận sẽ ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Hôm trước nói rồi đúng không? Ban đầu cái giá trị khoản đầu tư đó em ghi tăng tài khoản nào? Em ghi nợ 128. Thì khi lãi dồn tích em nhận em sẽ ghi giảm tài khoản đó cho cô. Ví dụ ban đầu là nợ 128 thì khi nhận sẽ ghi có 128. Rồi. Các trường hợp khác mà chúng ta nhận lãi thì giống như bình thường. Ví dụ nè, lãi nhận ngay bằng tiền, tiền tăng và có 515. Nhận thông báo chưa nhận tiền nợ 1388 có 515. Lãi đi đầu tư thêm tăng giá trị đó lên. Mà trường hợp mà lãi nhận bằng cổ phiếu thì không ghi nhận định khoản, nghĩa là tại thời điểm em nhận lãi đó, em không ghi nhận tăng lên, nghĩa là không có nợ có gì cả. Chúng ta chỉ ghi nhận số lượng cổ phiếu tăng lên và thuyết minh ở trên báo cáo tài chính mà thôi. Bán có lời hoặc có lỗ, nếu như lời ghi vào có 515, bên có 128 xuất ra theo pháp FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Cô ghi là bình quân giao quyền liên hoàn cũng giống như bình quân giao quyền di động vậy. Bán mà lỗ thì đưa vào nợ 635, chi phí môi giới, chi phí thuế, lệ phí đầu bán đưa vào 635. Đánh giá lại tài khoản 128, lãi ghi có 4131 và nợ 128. Ngược lại lỗ, nợ 4131 có 128. Hôm trước mình đã dừng ở cái ví dụ, cô nhớ là 3.4 cô dạ, xong rồi. Nhưng mà cô không nhớ là 3.5 cô sửa chưa? Cô chỉ nhớ tới chỗ này thôi. Vậy 3.5 mình sửa chưa ta? Chưa sửa cô ơi. Dạ chưa.
Rồi, vậy thì hôm nay mình sửa 3.5. Giờ cô đóng cái file cũ lại nha. Bây giờ mình làm 3.5, cô nói 3.5 về nhà mình sẽ làm đúng không? À, từ buổi hôm nay chúng ta sẽ có một cách thay đổi một chút xíu về cái phần điểm cộng của các bạn. Tại vì cô sau khi một nửa chặng đường cô giảng cho các em, có nghĩa là chúng ta có 15 buổi, hôm nay là buổi thứ 9, thì cô phát hiện ra là khi chúng ta gõ trên khung chat nó không có tác dụng cho lắm. À, cái này không phải là cô thiên vị gì các em, nhưng mà rõ ràng là cô thấy là một số bạn copy lẫn nhau, người ta sai sao mình giống y chang như vậy, và cô nhìn lại nó thực chất không phải là của mình. Với hơn nữa, nó có một số nguồn và mình khi làm mình không giải thích được. Như vậy cái điểm đó nó chỉ mang tính chất về số lượng, nó cũng không đạt chất lượng theo yêu cầu của cô. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta nhận điểm cộng thì các em cũng biết cách cô tính rồi. Chúng ta tính tỷ lệ trên số lần và người đạt nhiều nhất thì người đó được điểm cộng cao nhất. Ví dụ cô cho 1,5 thì bạn đó 100 lần thì bạn cũng được có 1,5 thôi. Như vậy số lần nó cũng không phản ánh được điều gì, đúng không ạ? Vậy thì đối với những bài các em cứ học bình thường, nghĩa là cô hỏi gì bạn biết bạn trả lời, bởi vì nó tốt cho các em. Những lần đó chúng ta không tính điểm. Còn ví dụ như khi viết sửa, ví dụ cô vẫn sẽ tạo điều kiện cho em lấy điểm cộng, nhưng mà ai có thể làm được thì các em sẽ đọc cái bài đó cho cô. Rồi, sau khi cô hướng dẫn ai làm được chúng ta giơ tay, và cô sẽ ưu tiên cho những bạn nào chúng ta có số lần điểm cộng thấp nhất, nghĩa là các em vẫn có cơ hội để có điểm bình thường. Rồi, để hạn chế lại mình cứ tăng số lần mà mình không có làm được bài, được chưa nè? Vậy thì các em cứ làm bài bình thường, khi cô yêu cầu sửa, ví dụ như những ví dụ đó các em làm được thì các em xung phong, và cô sẽ, nếu nhiều bạn cùng một lúc thì chúng ta sẽ chọn những ai từ trên xuống dưới người là xung phong như sớm nhất, nhưng sẽ cố gắng để các bạn có số lần điểm cộng thấp hơn, các em được quyền phát biểu đó. Và bây giờ cô hướng dẫn lại, ví dụ 3.5 này vừa hướng dẫn rồi đúng không ta? À, chưa, lớp này chưa, nhớ ra rồi, nhớ khúc đó rồi. Và bây giờ cô sẽ nói lại cái ví dụ 3.5 một lần nữa trước khi các em làm. À, trước khi làm, hôm trước cô yêu cầu các em về xác định lại các thông tin, ví dụ nè, ngày đầu tiên là mình nhìn cho cô cái ngày phát hành đúng không, rồi mình sẽ nhìn cho cô cái ngày mình đi mua, rồi mình nhìn cho cô cái ngày đáo hạn. Còn nhớ những thông tin mình phải xác định khi lập đọc đề không? Rồi ngày nhận lãi. Về nhà có làm mấy cái này không? Và kỳ kế toán. Nếu mà về nhà làm rồi thì đọc cái đề một lần nữa, sau đó trả lời giúp cô nè. Ngày 31 tháng 10 2013, chúng ta đi mua lại một cái kỳ phiếu, mục đích là nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cái giá mua là 10.050.000, mệnh giá là 10 triệu và lãi suất là 1% một tháng. Công ty đã trả bằng tiền gửi ngân hàng rồi để mua cái kỳ phiếu này đó, chi tiền gửi ngân hàng ra để trả. Biết rằng cái kỳ phiếu này nó phát hành vào ngày 30 tháng 9 2013, kỳ phiếu là do ngân hàng phát hành và ngân hàng phát hành vào ngày 30 tháng 9 2013. Tuy nhiên là ngày 31 tháng 10 2013 là mình đi mua. Nó đáo hạn vào ngày 31 tháng 3 2014. Cách đó trả lãi như sau này. Lãi sẽ được trả sau bằng cách là cứ 3 tháng nó sẽ trả một lần. Và kỳ kế toán của mình kết thúc là ngày 31 tháng 12. Đúng không ạ? Ở nhà chúng ta xác định được các thông tin này không? Ở nhà các em xác định được không ạ? Bạn nào ở nhà xác định được rồi có thể đọc giùm cô không ạ? Ai đọc giùm cô để cô ghi lại này. Dạ em. Ngày phát hành. Rồi ngày phát hành là ngày bao nhiêu nào? Dạ cô là 30 tháng 9 năm 2013.
ngày mình đi mua là ngày nào? Dạ là ngày 31 tháng 10 2013. Rồi ngày đáo hạn là ngày nào nè? Ngày đáo hạn là ngày 31 tháng 3 2014. Rồi ngày lãnh lãi? Dạ ngày lãnh lãi là ngày 31 tháng 12 2013. Với lại ngày 31 tháng 3 năm 2014. Kỳ kế toán của mình là gì? Dạ kỳ kế toán của mình là một năm ạ. Năm đúng không? Dạ. Năm tháng học quý thì mình là năm. Kiểm tra lại nè. Ngày phát hành, người ta nói nè, kỳ phiếu phát hành vào ngày 30 tháng 9 2013. Cái thứ nhất đúng. Cái thứ hai, ngày mua nó có sẵn trên đề ngày 31 tháng 10 2013. Ngày đáo hạn nó có sẵn luôn là ngày 31 tháng 3 2014. Bây giờ mình mới đếm nè. Từ ngày 30 tháng 9 2013 cho đến 31 tháng 3 2019, xin lỗi, 14. Bây giờ mình đếm nè. Tháng 9 23 là 1 tháng. Tháng 10 23 là 2. Tháng 9 là hết rồi. Tháng 10 23 là 1, tháng 11 là 2, tháng 12 là 3. Tháng 1 24, tháng 2 24, tháng 3 24. Vậy từ cái đoạn này nè, đến đoạn này, từ cái ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn có phải kỳ hạn là 6 tháng không? Bỏ tháng 9 ra, bởi vì tháng 9 là 30 rồi, 30 tháng 9 là hết tháng rồi. Chúng ta đếm từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 là 3 tháng của năm 2013. Năm 2014 nó đến 31 tháng 3, như vậy là 3 tháng 2014. Cộng hai cái này lại, chúng ta có cái kỳ hạn của kỳ phiếu là 6 tháng. Mà người ta nói rằng cứ 3 tháng lãnh lãi một lần. 6 tháng mà 3 lãnh lãi một lần, có phải mình chia làm 2 không? 3 nhân 2 bằng 6 đó. Cứ 3 tháng là một lần. Như vậy tổng cộng mình nhận được lãi là 2 lần. Vậy bây giờ bạn sẽ đếm làm sao để ra được cái ngày nhận lãi? Thì đếm từ ngày đáo hạn, xin lỗi, từ cái ngày phát hành. Từ phát hành là 30 tháng 9, kem bỏ tháng 9 ra cho cô. Vậy thì tháng 10 là 1 tháng, tháng 11 là 2 tháng, tháng 12 là 3 tháng. Vậy thì cái ngày nhận lãi đầu tiên sẽ là 31 tháng 12, 2013, bạn đúng nè. Sau đó 3 tháng tiếp theo, kem đếm tiếp, tháng 1, tháng 2, tháng 3, 2014, đúng không? Vậy thì hai cái ngày này là ngày nhận lãi. Rồi, kỳ kế toán là năm thì người ta cho sẵn. Vậy thì tóm lại cái ngày 31 tháng 3 này nè, các em thấy nó xuất hiện hai lần, đúng không? Nó xuất hiện hai lần. Vậy nếu như cái đề mà nó yêu cầu em định khoản tại ngày 31 tháng 3 2014, nghĩa là em sẽ định khoản hai thứ. Thứ nhất là ngày đó là ngày nhận lãi. Và cái thứ hai, ngày đó là ngày đáo hạn. Cái ngày đáo hạn là cái ngày mà em phải nhận lại được gốc. Có phải mình nói nè, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu là những chứng khoán nợ. Nó giống như một hợp đồng vay nợ. Tại cái thời điểm mà người ta bán là mình đi mua là mình cho vay. Định kỳ các em hưởng lãi suất. Vậy thì đến hết thời gian đáo hạn người ta sẽ trả lại cho em theo đúng mệnh giá. Có phải lúc trước mình nói như vậy không? Vậy thì cái ngày nhận lãi là nhận bằng tiền, không cần nói nữa. Cái thứ hai là ngày đáo hạn thì mình sẽ nhận lại gốc. Và cô giả sử rằng cái bài này nè, mình sẽ nhận lãi và nhận lại gốc bằng tiền mặt hết, được không? Bây giờ mình đọc qua cái yêu cầu của nó kêu làm gì nha. Hãy định khoản tại ngày mua là ngày 31 tháng 10 2013. Tại ngày 31 tháng 12 2013 là mình đã xác định được rồi, đây là ngày nhận lãi, đúng không? Cái tiếp theo nó kêu mình là tại ngày đáo hạn. Bây giờ mình coi ngày đáo hạn là ngày nào? Ngày 31 tháng 3 2014. Như vậy ngày đáo hạn này nó thêm cái chỗ này nữa là lãnh lãi. Như vậy tóm lại mình sẽ làm 3 thứ. Thứ nhất là định khoản tại ngày mua 31 tháng 10 2013. Mình đi mua lại và trả bằng tiền gửi ngân hàng. Mua kỳ phiếu với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, có giá mua, có mệnh giá nó cho sẵn. Cái thứ hai, định khoản cho cô ngày 31 tháng 12 2013 là nhận lãi 3 tháng bằng tiền mặt. Nghe kỹ nha, nhận lãi bằng tiền mặt 3 tháng.
cho 2013. Sau đó đến ngày đáo hạn làm hai bút toán. Bút toán thứ nhất là nhận lại lãi, nhận lãi cho 3 tháng của 2014. Cái thứ hai là đáo hạn nhận lại gốc bằng tiền mặt. Lãi và gốc cô cho nhận bằng tiền mặt hết. Các em cứ suy nghĩ, sau đó ai làm được chúng ta sẽ xung phong và ưu tiên cho các bạn là chưa có hoặc số lần của em đang còn thấp đó. Cô cho cái điểm số lần tổng nó ra này để chúng ta biết này. Một bạn sẽ phải làm cho cô cả ba yêu cầu. Đó là tại vì hôm trước cô dặn làm theo cá nhân mà, đúng không? Đầu tiên là ngày đi mua là 31 tháng 10 2013. Tiếp theo là ngày 31 tháng 12 2013 nhận lãi bằng tiền mặt 3 tháng của năm 2013. Đến ngày tiếp theo là ngày 31 tháng 3 2014. Cái ngày này đầu tiên là các em phải nhận lãi. Cái tiếp theo là nhận lãi gốc. Này, bạn nào về nhà làm rồi có thể xung phong cái ví dụ này không? Và khi sửa thì các em sẽ đọc và cô sẽ gõ. Đó. Ai về nhà làm rồi? Nhà làm chưa nè? Làm được không? Lớp mình ở nhà làm chưa nè? Có bạn nào xung phong làm không? Em trả lời thử cho em. 21210. Xuân phong Xuân. Dạ. Là không có bạn khác đúng không? Vậy thì cô nhờ Xuân được không ạ? Những bạn khác không làm gì thôi nè. Tình để đây. Rồi, Xuân cho cô bút toán ngày đi mua nè bé. Dạ thưa cô, là nợ tài khoản 1281 cô. 10,05 á cô. Có tài khoản 1121 cô. Giống vậy luôn á cô, giống như trên luôn cô. Bây giờ ngày nhận lãi là ngày 31 tháng 12 2013 nè. Dạ. Dạ thưa cô, là nợ tài khoản 111. 300.000 cô. Có tài khoản 511 cô. 515 chứ cô. 300.000 cô.
mở ngoặc 10 triệu nhân cho 1% á cô, nhân cho 3 tháng. Ngày 31 tháng 3 2014 nhận lãi của 3 tháng năm 2014 nè. Dạ thưa cô, là em biết làm hai cái đó không mà cô, hai cái trên luôn cô, cái dưới em chưa làm. Trời ơi, cái này cảm bé em làm hai cái dưới luôn cô. Nhi hả? Rồi. Em không biết cái ở trên bạn sai hay đúng, nhưng mà em làm hai cái dưới trước cô nha. Rồi. Cô làm nhận lãi là nhận lãi 3 tháng tiền mặt của cô. Ừ. Là từ ngày 1 tháng 1 2014 tới ngày 31 tháng 1 2014 là nợ tài khoản 111. Tôi à. Có tài khoản 515 là 300 của cô, là bằng 10 triệu nhân cho 1% nhân cho 3 tháng. Còn cái ở dưới là nhận lại gốc bằng tiền mặt, ngày là ngày đáo hạn đó cô. Là nợ tài khoản 111 là 10 triệu là mệnh giá cô, và có tài khoản 1281 là 9.950.000, là em lấy 10 triệu không trăm. Anh ơi em đang học. 10.050.000 trừ cho cái cô để em sao ta cô. Tại vì em tính ở trên của cô. Là em sửa cái của bạn. Em sửa theo ý của em đã. Thì em mới làm cái khúc dưới được. Ở khúc trên em có điều chỉnh cái gì không? Cái đầu đúng rồi cô. Cái thứ hai rồi. Thì em không biết em đúng hay sai nữa. Rồi em làm cái thứ hai làm sao? Thì nợ tài khoản 111 có tài khoản 1281. Hai mươi tháng chín có 31 tháng 10 là một tháng. Cô sửa lại cái ngày ba là bằng 100.000, là em lấy 10 triệu nhân cho 1% nhân cho 1 tháng, là em tính từ ngày 30 tháng 9 cho tới ngày 31 tháng 10 của 2013. Nhưng mà em không biết. Và ở dưới lại là 200, em lấy nhân cho 2 tháng còn lại. Cái xuống lại dưới, dạ em lấy cái 10.500, em trừ cho chị giá ghi sổ là cái tài khoản 1281 ở trên là 100 mất cô, là ở dưới em còn lại là có tài khoản 515 là 50.000, là em lấy 10 triệu trừ cho 9950. Bây giờ cho cô hỏi xíu này Nhi ơi. Tại sao cô chỗ này mình có 1281? Cô là tại vì cái này là mình nhận lại trước 3 tháng bằng tiền mặt. Là cái này. Dạ. Tiền mặt tăng lên 3 tháng. Quan trọng là trong 3 tháng đó cô thấy em chia làm 2. 1 tháng ghi vào 281. Cô đang hỏi cái khúc 1 tháng này nè, tại sao ghi có 1281?
Tại em cái này em nghĩ là ngày 30 tháng 9 của 2013 đến ngày đáo hạn là ngày 31 tháng từ từ là đến ngày 31 tháng 10 2013 là tôi chờ một xíu ngược lại 12 tháng 10 là mình trả lãi khi mà mình tài khoản à, là cái này em có em làm giống cái ví dụ của cô cho là công của ông An hồi trước đó, rồi lại dùng tích rồi và công của mình nắm đó, và em dựa em làm theo á cô. Rồi, vậy trong hai cái nào được gọi là lãi dùng tích? Dạ lãi dùng tích của mình là có tài khoản 1281 á cô. Rồi, cái tiếp theo nè, tại sao chỗ này nó không có lãi dùng tích nữa? Sang Là năm 2014 mình nhận á. thì tại vì cái ngày 31 tháng 3 cái ngày 31 tháng 3 2000 của 14 á, là ngày của mình đáo hạn là của 2014 nên nên mình không có kiểu như là mình nhận rồi á cô, mình không phải là của người ta nên mình không có lại dùng tích nữa. Rồi, cảm ơn em, có hiểu bài. Đúng rồi đó. Bài này là lãi dùng tích, rõ ràng cái ví dụ nó ghi sẵn cho các bạn nè. Trường hợp nhận lãi bao gồm lãi trước khi mua lại, nghĩa là có lãi dùng tích nó ghi sẵn mà. Như vậy ở đầu tiên, bạn đầu tiên nãy Xuân hả? Xuân nhận cái chỗ 31 tháng 12 2013. Xuân ghi nợ 11 có 1 có 515 300 ngàn á, là chỗ đó chưa có đúng. Bởi vì chính xác á là các em mua nó từ ngày, có phải mình liệt kê không? Ngày mua là từ 31 tháng 10 mà nó trả cho 3 tháng thì nãy chúng ta đếm nè, từ ngày phát hành là 30 tháng 9. Nó trả tiền lãi cho tháng 10, tháng 11, tháng 12, có phải từ đây đến đây là 3 tháng không? Vậy thì trong cái 3 tháng này rõ ràng là chúng ta chỉ giữ có 2 tháng thôi, nghĩa là giữ từ tháng 11, tháng 12 á. Còn tháng 10 mình đâu có giữ, cái người trước người ta giữ. Và cô có nói với các bạn là gì? Trường hợp mà mua lại nghĩa là sao? Là khi cái ngày phát hành đó nó khác so với cái ngày mua, có phải hôm trước cô nói các bạn liệt kê hai cái ngày này ra, mà nếu như nó không trùng nhau nghĩa là chúng ta đang mua lại, mà khi chúng ta mua lại mà trả lãi sau á thì nó sẽ có lãi dùng tích, đúng không? Bữa cô nói vậy. Và lãi dùng tích mà khi mình nhận được á mình phải ghi giảm giá trị khoản đầu tư đó. Như vậy rõ ràng trong cái 3 tháng lần đầu người ta trả đây nè, nó trả cho 3 tháng, nghĩa là nó trả cho lãi tháng 10, tháng 11, tháng 12. Nhưng mà cái tháng 10 đó mình không có giữ. Tại vì sao? Tại vì ngày 31 tháng 10 là hết tháng 10 mình mới đi mua lại. Vậy thì từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 đâu có công của mình nắm giữ, là cái người trước người ta giữ mà. Vậy thì 1 tháng đó gọi là lãi dùng tích. Và lãi dùng tích đó khi nhận các em phải ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Cái ngày 31 tháng 10 2013 là ngày đi mua, đúng không ạ? À? Thì chúng ta ghi nợ 1281, bởi vì sao? Tăng lên, giữ đến ngày đáo hạn là 1281, kỳ phiếu là 12, xin lỗi, giữ đến ngày đáo hạn là 128, thêm cái kỳ phiếu là 1281, giữa hai cái giá là giá mua là 10 triệu không 10,05 triệu với mệnh giá là 10 triệu, thì mình tính trên cái giá mua là 10.050.000, đúng chưa nè? Vậy thì đến cái ngày nhận lãi, chỗ Xuân kiểm tra lại cho cô, khi lãi dùng tích thì chúng ta phải tách làm hai. Cái công mà của người trước nắm giữ nó phải đưa vào 128 đi giảm giá trị khoản đầu tư, nghĩa là ban đầu mình ghi tăng nó lên bên nợ 128 thì khi mình giảm mình ghi có 128 là đúng. 2 tháng còn lại mình ghi vào 515 là cái công của mình. Cho đến năm 2014, ngày 31 tháng 3 2014.
chúng ta tăng tiền lên 3 tháng, chỗ này mà xung định khoản không được là coi lại. Tại vì cũng nhận lãi 3 tháng bằng tiền mặt thôi. Tiền tăng lên 3 tháng, lúc này nó là 515 hết, nó không có 1281 nữa. Bởi vì mình giữ nó từ 31 tháng 10 rồi. Thì tới bây giờ là mình giữ hết. Như vậy tháng 10 mình đã giữ từ 31 tháng 10 đến tháng 11 mình giữ, tháng 12 mình giữ. Có phải là tháng 1 năm nay, tháng 2 năm nay, tháng 3 năm nay là năm 2014 mình giữ hết không? Vậy thì làm gì có công của người trước? Vậy thì mình đưa hết vào năm 15. Lãi suất là 1% trên 1 tháng. Như vậy muốn tính ra tháng thì phải nhân cho 3. Còn nhận lại gốc bằng tiền mặt. Hồi bữa trước cô nói rồi, hai ví dụ trước. Cái chỗ này tăng lên theo mệnh giá. Đúng không? Cô ghi rõ mà. Còn có 128 cô nói là theo cái giá ghi trong sổ á. Vậy thì nhìn hết cái bài coi. Nhìn xem tài khoản 128 nó nằm ở đâu. Có phải ban đầu nó tăng lên bên nợ 10.050.000 không? Bây giờ mình đem, mình trả cái đống kỳ phiếu này lại, mình trả lại. Thì 128 nó sẽ giảm nằm bên có. Tuy nhiên, cái chỗ này nó giảm mất 100.000 rồi nè. Nó ghi có mất 100.000 rồi. Vậy thì cái giá trị trong sổ mình còn lại bao nhiêu? Lấy nè, 10.050.000 trừ cho 100.000. Và kem có, bên có của tài khoản 128 là 9.950.000. Bây giờ mình cộng xem cái tài khoản hết số dư chưa nè. Có 1281 9.950 cộng với cái này 100.000. Có phải tổng cộng nó ra là 10.050.000 không? Nợ có bằng nhau tài khoản 128 hết số dư. Như vậy là trả lại là đúng. Sau đó hôm trước cô có nói gì? Nếu như mình nhận lại đó mà nó không có cân, nghĩa là nợ có nó không bằng nhau, thì cô nói các bạn xử lý nó vào năm 15 hoặc 635. Vậy mình nhìn coi bây giờ nó năm 15 hay 635 này. Mình sẽ nhìn nữa cô, hai vế nợ và có. Vế nợ nó là 10 triệu, trong khi cái vế có nó chỉ có 9.950.000 thôi. Nghĩa là cái giá gốc của mình mua ban đầu á là 9.950.000. Nhưng mà người ta trả lại cho mình 10 triệu, có phải mình đang lời không? Chênh lệch nó sẽ nằm bên nhỏ hơn. Vậy thì bên có đang nhỏ hơn, nằm bên có và lời có năm 15. Bữa trước cô nói xử lý nó vào năm 15 hoặc 635. Lời thì năm 15, lỗ 635. Vậy thì trong trường hợp này lời có năm 15. Phần chênh lệch đó tính bằng cách này, lấy 10 triệu trừ cho 9.950.000. Kem có 50.000 tiền chênh lệch. Cái này là Nhi đúng nè. Còn cái chỗ nãy Xuân á, thì chỉ làm đúng được một cái thôi. Đúng không nè? Chỉ có cái ngày phát hành thôi. Cái ngày nhận lãi là bảo định khoản sai. Nhưng mà thôi, thì sai kệ, được không ạ? Cô vẫn cộng cho bạn nè. Công mình phát biểu đúng không? Nãy là Nhi đúng không? Nguyễn Ái Nhi đúng bé? Dạ cô. Rồi. Rồi bây giờ nhìn lại cái bài này, cô nói lại một lần nữa. Nếu như các em còn thắc mắc gì, được không ạ? Thì chúng ta sẽ nhờ cô hỗ trợ lại, còn không chúng ta sẽ đi qua bài mới. Phải phân biệt rõ là mình mua trực tiếp hay mua lại. Nhớ hai cụm từ đó. Đặc điểm nhận diện của mua lại là gì? Trên cái đề nó có sẵn. Nếu cái đề nó không có sẵn thì nhìn vào hai cái. Thứ nhất là ngày phát hành so sánh với ngày mua. Nếu hai cái này nó không bằng nhau, nghĩa là chúng ta đang mua lại. Tại cái thời điểm mua lại là cái ngày mà chi tiền ra mua, thì bút toán này rất dễ, phải nói là rất dễ. Người ta bán bao nhiêu, mua bấy nhiêu, không quan tâm đến tiền lãi. Tuy nhiên, đến cái ngày nhận lãi á, cái ngày nhận lãi mà các em thấy rằng mình là người nhận lãi sau, được không? Trong cái phần lãi mình nhận nó có lãi dồn tích, nghĩa là gì? Nó có công của người trước nắm giữ, thì mình phải chia làm hai. Thứ nhất là công của mình, cái thứ hai là công của người trước. Lãi dồn tích là lãi do người trước nắm giữ, lãi dồn tích khi nhận ghi giảm giá trị khoản đầu tư. Cái câu đó là phải thuộc. Vậy thì ban đầu nó ghi vào đâu? Ghi bên nợ, thì khi nhận lãi dồn tích ghi bên có. Người ta giữ bao nhiêu tháng thì mình ghi có cái tài khoản đó bấy nhiêu tháng để giảm lại cái công của người trước. Còn lại cái công của mình đưa vào năm 15. Ngày 31 tháng 3 năm 2014 là nhận lãi bằng tiền mặt. Tiền mặt tăng lên 3 tháng.
riêng toàn bộ cái công của mình nè, vì kỳ kế toán là năm là 12 tháng lận, mà chỗ này nhận có 3 tháng thì nó vào doanh thu của một kỳ, đúng không? Vậy chúng ta ghi năm 15 hết. Lấy mệnh giá là 10 triệu nhân với 1% và nhân với 3 tháng. Nhận lại gốc bằng tiền mặt, tiền tăng lên và có cái tài khoản mình trả lại. Và phải nhớ trả theo cái giá ghi sổ, sau đó chênh lệch hai cái đó xử lý qua năm 15 hoặc 63 năm. Nhìn lại cái bài này coi, có chỗ nào cần thắc mắc không? Có chỗ nào mình còn thắc mắc thì nói cô. Đó. Có chỗ nào mình còn thắc mắc không? Được hết không? Được không nè? Dạ được cô. Vậy bây giờ mình sẽ qua cái bài hôm nay. Trong cái chương này đầu tư tài chính, cô nói các em học 3 phần, đúng không? Đầu tiên là chứng khoán kinh doanh này. Cái thứ hai là nắm giữ đến ngày đáo hạn là 128. Rồi, mình học xong hết hai cái này rồi. Vậy thì buổi hôm nay cô sẽ để cho các bạn là buổi thứ 9. Và nó vẫn là ở chương 3, chúng ta đang bị trễ lý thuyết á. Thiệt ra là hôm trước lẽ ra mình xong hết lý thuyết rồi. Tại vì đến buổi thứ 3 là mình phải sửa bài tập rồi. Mà hôm nay chắc thì mình cũng xong lý thuyết còn lại thôi, bài tập chắc chưa qua nổi. Chậm hết cỡ có khả năng rồi đó. Đó. Hôm nay cô sẽ qua cái phần thứ tư là đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đúng không? Và cái tài khoản là cô nhớ là cô giới thiệu cho các bạn hết rồi. 221 đầu tư vào công ty con, 22 đầu tư vào công ty liên doanh học hoặc là công ty liên kết, nói chung một tài khoản 22. 228 là đầu tư khác. Hôm trước mình học điều kiện khi nào ghi vào 221, 22, 28 rồi, học rồi đúng không? Bây giờ này đừng có nhìn vào slide nha, nhớ lại thử coi mình còn nhớ được không. Ví dụ làm sao để mình biết rằng mình ghi nợ 221A, nghĩa là mình đầu tư vào công ty A và mình nói A là con của mình, hay cách khác là mình là mẹ nó đó, thì có mấy điều kiện, còn nhớ không? Còn nhớ mình có mấy điều kiện để ghi vào công ty con không? Làm sao biết nó là con của mình? Dạ có hai điều kiện ạ. Đọc giùm cô hai điều kiện đó xem nào. Dạ là tỷ lệ quyền biểu quyết trong công ty con là lớn hơn 50% và có quyền kiểm soát hoạt động của công ty ạ. Đúng rồi. Đây đúng không ạ? Hôm trước cô đã ghi cho bạn hai điều kiện. Thứ nhất là tỷ lệ quyền biểu quyết sẽ lớn hơn 50% và chúng ta có quyền kiểm soát đối với công ty đó. Hôm trước nói như vậy thôi. Và cô đã nói rằng cái quyền kiểm soát là gì đó, thì hôm sau chúng ta qua đầu tư góp vốn vào đơn vị khác thì cô sẽ nói cho các bạn, đúng không? Tài khoản 22 là đầu tư vào công ty liên doanh hoặc liên kết. Có nghĩa là nó chia ra hai loại á các bạn, là đầu tư vào công ty liên doanh hoặc đầu tư vào công ty liên kết. Đầu tư vào công ty liên kết thì tỷ lệ quyền biểu quyết sẽ là từ 20 cho đến dưới 50 và có ảnh hưởng đáng kể. Còn đầu tư vào công ty liên doanh là có quyền đồng kiểm soát. Và nhắc luôn nè, trong cái công ty liên doanh đó nó có hai hình thức. Có hai hình thức. Riêng cái liên doanh á, thứ nhất là nó phải thành lập một cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, nghĩa là thành lập một cái đối tượng pháp nhân mới. Cô và thằng bạn cô góp vốn để thành lập một công ty C. Hai đứa có quyền đồng kiểm soát đối với công ty C đó. Nghĩa là C là một công ty, C là một tư cách pháp nhân độc lập. Đó là thành lập một cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Chỉ có cái trường hợp đó chúng ta mới dùng đến tài khoản 222 thôi. Còn cái trường hợp mà các em không thấy nó thành lập một cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát thì chúng ta không dùng 222. Lát nữa mình sẽ đi chi tiết cái góp vốn liên doanh. Còn đầu tư khác tài khoản 228 á, đầu tư khác thì tỷ lệ quyền biểu quyết sẽ dưới 20%. Tóm lại là đó là cách để mình nhận diện. Bây giờ mình sẽ qua cái tài khoản chi tiết của nó.
Nhắc lại nè, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác hay còn gọi là đầu tư dài hạn á, các em phân biệt nè. Trong cái việc đầu tư vào công ty A đó, mình cũng có nhiều cách để đầu tư. Thứ nhất là gì? Mình đem tiền mình góp vào công ty đó. Cái thứ hai, mình có quyền mình mua cổ phiếu của công ty đó, được không? Được. Cái thứ ba, mình có thể đem tài sản, mình có thể đem hàng hóa mình đi góp vốn, được không? Được. Như vậy, phân biệt nha. Trong trường hợp này cũng có thể mua cổ phiếu, nhưng nếu mà các em mua cổ phiếu của công ty A đó, em nói rằng em để với mục đích là nó tăng giá em bán, em kiếm lời. Như vậy nếu mình mua cổ phiếu với mục đích là tăng giá bán để kiếm lời, thì khi mà mình mua cổ phiếu công ty A đó, mình ghi vào tài khoản nào? Nếu mình nói nè, mình mua với mục đích để tăng giá để bán để kiếm lời, mình đã ghi vào tài khoản nào rồi ạ? Mua cổ phiếu của công ty đó, sau đó mình chờ cổ phiếu nó tăng giá lên mình bán, thì mình ghi vào tài khoản nào, biết không? Theo cái bữa mình học á, 121, đúng không? Chờ tăng giá để bán. Còn cái trong trường hợp này nè, mình cũng mua cổ phiếu công ty A, nhưng không phải chờ tăng giá để bán. Mình đầu tư dài hạn, nghĩa là gì? Mình chờ công ty A đó làm ăn có lời, cái nó chia cổ tức cho mình, chứ không phải mình kiếm lời bằng cách bán lại cổ phiếu nó cho một người khác. Các em phải hiểu cái mục đích ban đầu các em đi đầu tư. Nếu như mình mua và mình chờ tăng giá, mình bán, mình mua đi bán lại kiếm lời, thì chúng ta đã đưa nó vào từ đầu là tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh rồi, chứ nó không phải nằm ở 221 hoặc 22 hoặc 28. Các em hiểu không? Bắt đầu bằng số 2 là đầu tư dài hạn, có nghĩa là mục đích ban đầu của tôi không phải là để bán đâu. Sau này tôi có thể bán bớt, tôi có thể mua thêm, được nha, không phải là không được. Nhưng mà cái mục đích ban đầu của các bạn mua về á, là mình mong muốn cái công ty đó nó làm ăn có lãi và nó chia cổ tức. Đó là mục đích ban đầu, chứ không phải chờ nó tăng giá để bán. Phân biệt hai cái mục đích khác nhau. Như vậy tài khoản đầu tiên là đầu tư vào công ty con là 221. Hôm trước cô ví dụ nó giống như là mẹ mình, có nghĩa là gì? Giống như ba mẹ mình vậy đó. Nó giống như mối quan hệ mẹ con, nghĩa là nếu như mình muốn mình làm mẹ nó là con của mình, thì mình phải góp vốn là tỷ lệ quyền biểu quyết của mình là trên 50%. Cái thứ hai là mình phải có quyền kiểm soát nó, mẹ thì có quyền kiểm soát con. Là hai điều kiện. Và hôm trước cô nói quyền kiểm soát là gì thì cô chừa lại. Vậy bây giờ cái dòng màu đỏ cô highlight trên màn hình cho các bạn này, được không? Quyền kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Thấy từ chi phối không? Nghĩa là gì? Mình có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với cái chính sách đó. Chi phối mà, mình có quyền quyết định. Quyền kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, được gọi là quyền kiểm soát. Hai điều kiện để biết nó là con của mình. Thứ nhất, tỷ lệ quyền biểu quyết của mình trong nó lớn hơn 50%. Đừng có đọc ngược lại nha. Đừng có nói cô là công ty con chiếm tỷ lệ quyền biểu quyết là lớn hơn 50% trong công ty mẹ. Trời, chắc ngược lại luôn á, được không ạ? Chỉ có mẹ chiếm 50%, trên 50% tỷ lệ quyền biểu quyết trong công ty con thì đúng. Cái thứ hai là có quyền kiểm soát đối với công ty đó. Quyền kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Đầu tư liên doanh liên kết thì mình chia làm hai loại. Thứ nhất là đầu tư vào công ty liên kết. Hai điều kiện, tỷ lệ quyền biểu quyết từ 20 đến dưới 50%. Chúng ta ghi vào 222. Và chúng ta có ảnh hưởng đáng kể. Ảnh hưởng đáng kể là quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Nó cũng giống như vậy, chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng lúc nãy là mình là cái gì? Là quyền chi phối, nghĩa là quyền kiểm soát. Còn nếu như ảnh hưởng đáng kể là mình chỉ có quyền tham gia vào thôi. Tham gia để đưa ra các quyết định, chứ không có quyền chi phối. Rồi. Đối với công ty liên doanh thì nhớ cho cô là khi thành lập một cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát thì mới sử dụng tài khoản 222. Và chúng ta nhận diện nó bằng cách chúng ta có quyền đồng kiểm soát. Nhớ nha, đồng kiểm soát. Còn cô không có nói là tỷ lệ quyền biểu quyết. Chỉ có quyền đồng kiểm soát là đủ rồi.
đầu tư khác là tài khoản 228. Trong cái 228 nó có nè 2281 và 2288. Vậy thì mình phải phân biệt là khi nào mình đưa vào 2281, khi nào mình đưa vào 2288. 2281 là đầu tư vào các công cụ vốn, nghĩa là gì? Nãy giờ cô đi mua cổ phiếu đúng không? Được. Nhưng mà cổ phiếu lúc này sau khi mua xong thì tỷ lệ quyền biểu quyết của cô nó chỉ dưới 20% thôi. Nghĩa là nó giống như 221, 22 vậy đó. Tuy nhiên, khi căn cứ vào tỷ lệ quyền biểu quyết thì các em sẽ có bé hơn 20%. Và chúng ta không có một cái quyền nào cả. Nãy ba cái kia nó có gì? Quyền chi phối nè, là quyền kiểm soát nè, quyền ảnh hưởng đáng kể nè, quyền đồng kiểm soát nè. Còn đầu tư khác 2281 nó không có cái quyền gì cả. Được không ạ? Nó chỉ có tỷ lệ quyền biểu quyết là lúc này là dưới 20% nữa, là cái còn lại á. Còn cái tài khoản 2288, nghĩa là chúng ta đầu tư vào những thứ, ví dụ như nè, cô có tô màu đỏ cho các bạn này. Kim loại quý, đá quý, tranh ảnh, tranh cổ đó, tài liệu, các vật phẩm khác. Và lưu ý là những cái thứ mà cô liệt kê này nè, nó không phải là hàng tồn kho. Như thế nào là hàng tồn kho? Có nghĩa là mua đi bán lại là sản xuất, ví dụ B&G. Thì đương nhiên kim loại quý, nhẫn, vàng, bạc gì đó là hàng tồn kho của nó. Nếu công ty sản xuất gỗ, bàn ghế thì bàn ghế, đồ gỗ đó là hàng tồn kho. Sản xuất thép thì ống thép là hàng tồn kho. Còn công ty mà chuyên kinh doanh vàng, bạc, đá quý thì những thứ mà mình xem là đắt đỏ, ví dụ nhẫn, dây chuyền là hàng tồn kho của nó. Kim loại quý, đá quý, đúng không ạ? Thì những cái nào mà công ty mình không kinh doanh, đừng có nói mình công ty chuyên kinh doanh về tranh thì nói tranh là 28 không phải, lúc đó nó sẽ thành hàng tồn kho rồi. Những thứ mà không phải hàng tồn kho của mình mà nó quý, ví dụ như là kim loại quý, đá quý, được không? Tranh ảnh, tài liệu có giá trị và chúng ta đầu tư, chúng ta mua với mục đích chờ tăng giá để bán, thì chúng ta đang được gọi là đầu tư khác và chúng ta đưa nó vào tài khoản 2288. Vậy tóm lại, chúng ta có tất cả những tài khoản là 221 đầu tư vào công ty con. Hai điều kiện, tỷ lệ quyền biểu quyết lớn hơn 50% và có ảnh hưởng và có quyền kiểm soát. 22 là công ty liên kết. Tỷ lệ quyền biểu quyết từ 20 đến dưới 50% và ảnh hưởng đáng kể. Liên doanh là đồng kiểm soát. Đầu tư khác 2281, tỷ lệ quyền biểu quyết dưới 20%. Còn 2288 là những cái khác, kim khí quý, đá quý, tranh ảnh, tài liệu, vân vân, có giá trị với đầu tư với mục đích lâu dài, chờ tăng giá để bán. Vậy giờ các tài khoản đó các bạn ghi vào được không? Khi nào mình ghi vào 21, khi nào ghi vào 22, khi nào ghi vào 28, nghĩ lại trong đầu của mình, có mình làm được chưa? Được không ạ? Trong chương này chúng ta căn cứ vào mục đích để ghi nhận. Chúng ta căn cứ vào các điều kiện người ta cho để mình ghi vào cái tài khoản đó. Nó không khó để nhận diện. Quan trọng là các em có nắm được những điều kiện đó hay không. Đúng không? Chứ không khó. Được không nè? Vậy thì nghĩ lại trong đầu giùm cô coi. Đối với những tài khoản này, mình nghĩ mình biết như thế nào để mình ghi vào nó không nè? Được hết không? Xong chưa? Xong cái nhận diện tài khoản chưa? Được không? Dạ được cô. Rồi, bây giờ mình tiếp tục này. Mình sẽ qua cái trường hợp ngoại trừ. Ngoại trừ có nghĩa là trường hợp đặc biệt á, là những cái mà cô vừa nói vừa rồi là cái bình thường. Được không ạ? Là cái bình thường. Vậy bây giờ nè, khoan, đừng có nhìn vào đây, đừng có nhìn vào cái slide. Bây giờ nghe cô hỏi và trả lời. Chúng ta sẽ hỏi cái đặt cái bình thường trước. Ví dụ bình thường mà tỷ lệ mình đi đầu tư các công cụ vốn, ví dụ như cổ phiếu đi, mà tỷ lệ cái quyền biểu quyết của mình trong cái công ty đó nó dưới 20%, thì các em ghi vào tài khoản nào? Dưới 20, ghi vào tài khoản nào? 228 à? 2287 à, 2... 8 mấy vậy? 8 mấy? 81 cô. Ừ, cho không có 7 nha, chỉ có 81 với 8. Đây nè, trên này chỉ có 81,88 thôi, không có chính giữa đâu. Vậy thì nếu như bây giờ mới nhìn lên cái dòng đầu tiên cho cô, nếu nắm giữ dưới 20% thì các em nói cho cô là bình thường đó chúng ta sẽ ghi vào 28 và 2281. Nhưng mà bây giờ nhìn cái vế sau này,
Nếu như người ta cho các em một cái thỏa thuận khác, nghĩa là người ta cho các em ảnh hưởng đáng kể, nghe quen không? Khi chúng ta có quyền ảnh hưởng đáng kể, có phải là chúng ta thành công ty liên kết không? Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ rõ ràng, nếu như tỷ lệ quyền biểu quyết dưới 20%, nhưng nó vẫn cho em ảnh hưởng đáng kể, thì em tự nhiên thành công ty liên kết. Em sẽ ghi nó vào 222. Thấy cái ngoại trừ không? Cái ngoại trừ ở đây là cái điều kiện người ta cho thêm. Và mình sẽ nhìn vào cái điều kiện đó để mình ghi vào cái công ty nào cho đúng. Nếu như bình thường dưới 20% là ghi vào 228. Nhưng mà nếu như nó có ảnh hưởng đáng kể thì mặc nhiên chúng ta sẽ thành 222. Rồi, cái tiếp theo. Nếu như bình thường mà tỷ lệ quyền biểu quyết lớn hơn 50% thì chúng ta ghi vào tài khoản nào? Lớn hơn 50. Ghi vào tài khoản nào nào? 221 ạ. Đó là bình thường, được không ạ? Đó là bình thường. Nhưng bình thường là mình phải có quyền kiểm soát. Nhưng bây giờ nó nói này, tôi không cho anh cái quyền kiểm soát. Thì chúng ta không thành mẹ nó được, được không ạ? Chúng ta rớt xuống là liên kết mà thôi. Vậy nếu như lớn hơn 50% mà không có quyền kiểm soát thì vẫn là công ty liên kết. Bây giờ tiếp theo nè. Nếu như nó bé hơn 50%. Nhưng bé hơn 50% á, nếu bình thường thì nó sẽ nằm ở 228 hoặc là 222. Nếu như từ 20 đến dưới 50 thì rõ ràng là 222. Nhưng mà nhỏ hơn 20 lần nữa thì là 228. Nhưng bây giờ nó nói này, mặc dù anh bé hơn 50% nhưng tôi có các thỏa thuận phía sau thì anh vẫn là mẹ của tôi. Vậy thì rõ ràng là chúng ta căn cứ vào cái thỏa thuận, đúng không ạ? Thông thường cái tỷ lệ quyền biểu quyết nó sẽ căn cứ vào tỷ lệ góp vốn. Nghĩa là sao? Nếu như các em góp vốn càng nhiều thì chúng ta có tỷ lệ quyền biểu quyết càng cao. Ví dụ anh góp vốn trên 50%, tôi cho anh trên 50% quyền biểu quyết. Bây giờ nếu như anh góp vốn dưới 50%, nghĩa là bình thường đó là anh sẽ có tỷ lệ quyền biểu quyết nhỏ hơn 50%. Tuy nhiên, tôi nói rằng các nhà đầu tư khác đồng ý dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết. Nghĩa là gì? Góp vốn thì ít hơn 50, nhưng quyền biểu quyết vẫn hơn 50%. Vậy thì mình vẫn là mẹ nó và nó vẫn là con mình. Cái thứ hai, mặc dù mình góp ít hơn 50 nhưng mà mình có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động. Nghe quen ha, chi phối có phải là mình có quyền kiểm soát không? Vậy thì mình vẫn là mẹ nó. Cái thứ ba, nếu mình góp ít hơn 50% nhưng mình có quyền bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số các thành viên hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương. Vậy thì mình vẫn là mẹ nó. Và cái cuối cùng, nếu hơn góp nhỏ hơn 50 nhưng mà chúng ta có quyền bỏ phiếu đa số tại các cuộc họp của hội đồng quản trị và cấp quản lý tương đương. Như vậy mình vẫn là mẹ nó. Tóm lại, mặc dù bé hơn 50% tỷ lệ quyền biểu quyết theo tỷ lệ góp vốn là bé hơn, nhưng mình có các điều kiện giống như trong slide này nêu thì chúng ta vẫn là mẹ nó và chúng ta vẫn ghi nó vào tài khoản 221. Vẫn là mẹ nó và ghi nó vào 221. Vậy những điều kiện này bổ sung các trường hợp ngoại lệ á, thì các em sẽ phải về. Và cô nói rồi đúng không? Cô nói rồi. Ai nhớ được thì nhớ, còn không nhớ thì mình phải xem lại lần nữa. Trên slide của cô nè. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ học đến cách để định khoản nó. Chúng ta đến kế toán tài chính tên gọi là đầu tư và huy động vốn, nhưng mà nói thẳng ra nó là kế toán tài chính 3, đúng không? Chúng ta học 1 rồi, chúng ta học 2 rồi, bây giờ chúng ta học 3. Đến kỳ sau thì như các em học 4. Như vậy rõ ràng chúng ta đã hết cái môn kế toán và chúng ta sắp ra trường, đúng không ạ? Cái sơ đồ này đến thời điểm này nó được coi là dễ với các bạn á, nó không còn khó nữa. Nhưng có lẽ nhiều bạn sẽ thấy nó rối và các em sẽ không đọc được. Nhưng cô tin là có người trong lớp mình sẽ đọc được. Tại vì sau này đi làm không ai đọc hết cho các em. Và cũng không có ai ngồi gõ từng cái nợ có như cô, đúng không? Đáng lẽ thông thường theo thiết kế chương trình học á, là các bạn phải tự đọc. Nghĩa là đến slide này là các em tự đọc, về nhà tự xem và các em sẽ phải xem cách định khoản. Các em nhìn trong đó và các em làm bài tập. Chứ cô không ghi ra. Nhưng mà thôi thì mình lỡ rồi. Với lại mình cũng quen với cách học như vậy rồi, đúng không ạ?
thì nhiều người cũng không thay đổi được. Thì chúng ta trễ là vì lý do đó đó. Vậy bây giờ nè, nhưng mà cô cũng muốn rằng một bạn nào đó sẽ phải đọc thử xem để mình có khả năng mình đọc được hay không. Được. Hôm trước chúng ta có nói một cái như thế này nè, trường hợp mà đi góp vốn á, mà bằng tài sản, ví dụ có thể đem hàng tồn kho là nguyên liệu, là công cụ dụng cụ, là hàng hóa, là thành phẩm, đúng không? Chúng ta có thể đem là tài sản cố định, là máy móc thiết bị đem đi góp vốn. Và cô có nói cho bạn trường hợp mà chúng ta đem đi góp vốn đó, chúng ta sẽ có hai cái giá, một là cái giá mình xuất kho, ví dụ như hàng hóa thành phẩm thì mình có giá xuất kho, và cái giá thứ hai là cái giá mà người ta chấp nhận để nhận cho mình. Ví dụ như mình nói mình xuất 100 bao xi măng với tổng cái giá trị của mình xuất đi là 100 triệu, mà qua nó nhận bên kia nó nhận cho mình là 90 triệu, có phải là 100 triệu là giá xuất kho, 90 triệu là cái giá thỏa thuận không? Chúng ta sẽ có hai cái giá. Vậy thì khi mà có hai cái giá nó chênh lệch nhau á, thì cô dặn các bạn ghi vào tài khoản nào, còn nhớ không? Nếu như trường hợp đi góp vốn bằng tài sản cố định hoặc bằng hàng tồn kho mà có chênh lệch lời hoặc lỗ, mình ghi vào tài khoản nào ạ? 711 và 811 ạ. Đúng rồi. Vậy trong trường hợp góp vốn bằng tài sản cố định, đúng không ạ? Nó cũng có trường hợp là chênh lệch. Vậy bây giờ này, bây giờ cô đọc nghe và các em nghe thật kỹ, và chúng ta sẽ đọc cho cô thử cái định khoản đó xem mình làm được không. Trường hợp đi góp vốn vào công ty con, nghe kỹ nhé, mà giá thỏa thuận nhỏ hơn, giá thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình, định khoản làm sao? Chỉ nêu định khoản thôi, không cần số tiền. Và cô cho nè, giá thỏa thuận đang nhỏ hơn giá trị còn lại trong trường hợp đi góp vốn vào công ty con. Góp vốn vào công ty con, giá thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình. Đem tài sản cố định hữu hình đi góp vốn vào công ty con, và giá trị thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại, định khoản làm sao? Cô đọc lại giùm em được không? Do nãy giờ em thấy nó bị giật giật. Đọc lại nè. Trường hợp đi góp vốn vào công ty con, giá thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình. Góp vốn vào công ty con, giá trị thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình. Em là thưa cô. Đọc thử cô nghe nè. Thưa cô là nợ 221, nợ Rồi. 811, có 211. Hết rồi hả? Hết rồi hả? Vậy còn cái chênh lệch của cô đâu? Là nợ 221, nợ 811, có 211. Chưa tìm thấy chênh lệch. Chưa. Là không phải đưa vô 811 hết cô. Đọc lại cái coi, nghe lại cái này, cô lót nợ lại cái nợ hai nợ 221, coi. Rồi. nợ 811, Ừ. có 211. Thiếu một cái, hèn gì cô thấy nó thiếu. Thiếu. Tài sản cố định phải có nguyên giá và hao mòn lũy kế, em mới giảm nguyên giá à. Hay còn 214 Một tài nữa. sản mất đi, nợ gì nữa? Nợ 2141. Ừ đó, đó mới đủ, đúng không ạ? Khi một tài sản cố định mất đi, nó phải mất hai thứ. Thứ nhất là nguyên giá, thứ hai là hao mòn lũy kế. Do đó chúng ta có nè, nợ 221 là đầu tư vào công ty con, nợ 2141 giảm hao mòn lũy kế. Và cái phần chênh lệch vì nó bị lỗ, giá trị thỏa thuận nhỏ hơn giá trị còn lại là mình đang lỗ, nợ 811. Và cái còn lại giảm nguyên giá có 211. Đúng không? Tiếp tục nào. Góp vốn, đầu tư góp vốn vào công ty liên kết. Giá thỏa thuận góp vốn bằng hàng hóa đi.
đem hàng hóa đi góp vốn vào công ty liên kết giá thỏa thuận lớn hơn giá xuất kho. Giá thỏa thuận lớn hơn giá xuất kho, góp vốn bằng hàng hóa vào công ty liên kết. Định khoản sao? Đem hàng hóa góp vốn vào công ty liên kết giá thỏa thuận lớn hơn giá xuất kho. Dạ là nợ tài khoản 222, có tài khoản 156 và có tài khoản 711 ạ. Đồng ý nhé. Đúng rồi nè. Trường hợp chênh lệch lời lỗ cứ 711 và 811. Ví dụ như giá thỏa thuận mà lớn hơn cái giá mình đem đi thì 711. Cái giá thỏa thuận mà nhỏ hơn cái giá trị mình đem đi thì lỗ 811. Đối với hàng tồn kho thì nó chỉ có cái giá xuất kho thôi. Nhưng đối với tài sản cố định thì nó có giá trị còn lại. Nè, bây giờ mình qua cái định khoản nè. Cô sẽ hướng dẫn các bạn định khoản bên ngoài. Đầu tiên là chi tiền. Cái này thì mình dễ rồi, đúng không? Chi tiền hoặc chi tiền đi mua. Ví dụ như cô nói là cô lấy tiền mặt cô mua cổ phiếu của công ty đó cũng được. Hoặc cô lấy tiền cô đầu tư thẳng cũng được. Nghĩa là chúng ta có thể dùng tiền để đầu tư hoặc dùng tiền mua cổ phiếu để đầu tư. Vậy thì nếu chúng ta lấy tiền ra, tiền giảm có 111, 112. Chúng ta ghi đầu tư, cô ghi là nợ 22X chỗ này nha. Nghĩa là 22 mấy là tùy các bạn. Chúng ta căn cứ vào các điều kiện mà chúng ta đã học. Ví dụ như tỷ lệ trên 50 và có quyền kiểm soát thì 221. Chúng ta căn cứ vào chỗ đó. Vậy có nghĩa là 22 mấy là tùy các bạn. Đi thi đừng có ghi cho cô là nợ 22X nha. Lúc mà nợ 22X là người khác chấm là quẹt một cái to chặt đá lên đó. Làm gì có tài khoản 22X được không nè. 22X ở đây là cô muốn các bạn thế cái chữ X này nè thành số 1, số 2 hoặc số 8, 1 gì đó tùy các bạn. 221, 222, 2281 vân vân. Chi tiền ra có 11, 112. Nếu mà không có tiền mặt chúng ta có thể đi vay. Không có tiền gửi, không có tiền mặt, không có tiền sẵn á, chúng ta đi vay tiền, chúng ta đi đầu tư được nha. Vẫn là nợ 22X, 22 mấy đó. Và có tài khoản là 3411. Tăng khoản vay lên và tăng khoản đầu tư lên. Nợ 22 mấy đó có 3411 tăng khoản vay lên. Bây giờ chúng ta đi đầu tư góp vốn bằng hàng tồn kho. Bây giờ nghe kỹ nè. Cô có hai trường hợp. Theo các bạn thì hai trường hợp này nó giống hay khác nhau nha. Thứ nhất này, cô đem một cái lô hàng, một lô hàng của cô là một đống sắt thép đó, cô đem góp vốn vào công ty con. Cô nói nè, tôi góp vốn bằng cái lô sắt này nè, trị giá là 100 triệu đó, anh coi định giá lại đi. Là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cô nói là cô mua 100 ngàn cổ phiếu của công ty đó mà cô không có tiền trả. Cô nói nè, cô đem một cái lô sắt thép đó, cô gắn ngang, nghĩa là gì? Tôi mua 100 cổ phiếu đó, bây giờ tôi trả anh là một lô sắt thép này. Cô đố các bạn hai trường hợp này nó giống hay khác nhau? Nó giống hay nó khác? Nói lại ha. Thứ nhất là mình đem một lô sắt thép này mình qua mình nói tôi đầu tư bằng cái lô này. Bên anh thẩm định lại và coi cho tôi biết là cái giá mà anh nhận được là bao nhiêu. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình mua 100 cổ phiếu đi. Và mình nói bây giờ tôi không có tiền để trả. Tôi mua anh 100 cổ phiếu đó nhưng tôi không có tiền để trả. Tôi lấy cái lô sắt thép này nè, tôi đưa cho anh coi như chúng ta huề. Được không? Hai cái này nó khác hay giống á? Dạ khác ạ. Nó khác nhau nghe. Cái trường hợp đầu tiên á là nó là cái vừa rồi các em đọc cho cô. Nghĩa là gì? Đem hàng tồn kho của mình để đi đầu tư. Nghĩa là mình đầu tư bằng chính cái hàng tồn kho đó. Sau đó người ta nhận với cái giá bao nhiêu thì mình chấp nhận bấy nhiêu. Còn cái trường hợp thứ hai á là mình nói rằng cái đống hàng tồn kho đó trị giá tương đương với nó là 100 cổ phiếu. Nghĩa là chúng ta đi giống như chúng ta bán hàng mà chúng ta không nhận tiền được, chúng ta nhận về 100 cổ phiếu. Giống như trao đổi hàng hóa các bạn. Nếu chúng ta đem một cái máy đi và chúng ta nhận 100 cổ phiếu về, có phải là trao đổi tài sản không tương tự không? Nó trở về kế toán tài chính 1 của các bạn. Trao đổi tài sản không tương tự, nó giống như bán tài sản hoặc bán hàng tồn kho.
Còn cái trường hợp này rõ ràng các em không thấy bán, không thấy giá vốn, không thấy doanh thu. Các em chỉ có là đem tài sản đi, sau đó có cái giá thỏa thuận hai bên chấp nhận và chúng ta có chênh lệch, phân biệt hai cái đó nghe. Chứ trường hợp mà người ta nói rằng nhận cái này và thế bằng cái khác, đừng có định khoản giống cái này nha, là chết quốc á. Bây giờ trường hợp thứ nhất định khoản này. Chúng ta đem một cái lô hàng đi, chúng ta có thể có 3 trường hợp, thiệt sự là nó có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Cái giá mình xuất đi bằng cái giá người ta nhận. Trường hợp đó nó quá dễ và nó không có chênh lệch. Trường hợp thứ hai, cái giá mình xuất đi nó nhỏ hơn cái giá người ta, nghĩa là cái giá người ta nhận nó lớn hơn cái giá của mình. Trường hợp ngược lại, cái giá mình xuất đi nó lớn hơn cái giá người ta nhận. Có 3 trường hợp, nhưng mà cô nói 2 thôi. Tại vì cái trường hợp nó bằng á, thì bỏ cái phần chênh lệch ra thôi, được không ạ? Trời, nó dễ quá rồi, còn gì phải ghi nữa, đúng không? Và bây giờ này nhìn nè, trường hợp thứ nhất, cô nói rằng cái giá thỏa thuận của cô đó, nó đang nhỏ hơn cái giá xuất kho. Cái giá xuất kho ở đây là cái giá xuất hàng tồn kho đi á các bạn. Và chúng ta đã học cái chương hàng tồn kho rồi đúng không? FIFO, bình quân và thực tế đích danh, được không ạ? Vậy thì cái giá xuất kho mình tính cho cô một trong 3 phương pháp, và đương nhiên cái đề nó cho sẵn các bạn, là tính theo FIFO hoặc là tính theo bình quân hoặc tính theo thực tế đích danh. Trường hợp cái giá thỏa thuận là cái giá mà hai bên chấp nhận được với nhau. Lấy ví dụ nè, chúng ta đầu tư vào một công ty con, mà công ty con nó đang cần xây một cái nhà xưởng, thì nó cần xi măng, nó cần sắt thép. Thì bây giờ công ty chúng ta chuyên kinh doanh sắt thép, chúng ta mới nói gì? Tôi có một cái lô thép tôi để không đó, bây giờ tôi đầu tư bằng cái lô thép này vào. Vậy thì mình đem cái lô thép đó, mình nói là trị giá 100 triệu, qua bên kia người ta có nhận 100 không? Không. Người ta sẽ phải nói là gì? Để tôi định giá lại xem cái lô này này nó được bao nhiêu tiền. Nếu mà giá sắt thép bên ngoài nó đang tăng lên á, thì người ta sẽ nhận cao hơn, được không ạ? Nhưng mà nếu mà sắt thép bên ngoài nó đang hạ giá, thì đời nào người ta nhận cho em cái giá em đưa ra? Cái thứ hai, nếu mà cái lô sắt thép của em nó bị rỉ á, thì ai mà nhận cho em 100 triệu đồng ý với em được, đúng không ạ? Vậy thì có 2 trường hợp, giá thỏa thuận lớn hơn hoặc giá thỏa thuận nhỏ hơn. Bây giờ cô làm cái giá thỏa thuận nhỏ hơn nè. Mình định khoản cái coi. Nợ tài khoản 2 mấy đó, nghĩa là em đầu tư vào cái gì, công ty con, liên doanh, liên kết, thì mình ghi cái đó tăng lên. Bây giờ mình ghi có 1 năm 5, 1 năm 6, cô đang xuất thành phẩm, cô xuất hàng hóa. Nếu như cô xuất thành phẩm, cô ghi có 1 năm 5, cô xuất hàng hóa, cô ghi có 1 năm 6. Bên có 1 năm 5, có 1 năm 6, cô xuất theo giá FIFO, bình quân hoặc thực tế đích danh, được không ạ? Rồi, cái giá thỏa thuận người ta nhận cho cô là 100 triệu. Trong khi cái giá xuất kho của cô đem đi là 120, nghĩa là ngày xưa cô mua nó với giá 120 rồi. Vậy thì bây giờ mình nhìn nè, nợ với có, mình bắt đầu so sánh. Vốn nợ đang nhỏ hơn với có, đúng không? Vậy thì cái chênh lệch đó nó sẽ nằm ở vốn nợ. Chênh lệch đó nó sẽ nằm ở cái vế nhỏ hơn, để hai bên nó cân chứ gì. Giống như cái chương số 2, kế toán tài chính 2 mà xử lý chênh lệch đó. Để dễ thì các em cứ nhìn nợ và có, vế nào nhỏ hơn chúng ta đưa chênh lệch vào vế đó. Vậy thì bây giờ rõ ràng cái chênh lệch nó nằm ở vế nợ. Bây giờ giá mà mình xuất đi là 120, mà cái giá người ta nhận có 100, có phải là mình đang bị lỗ không? Lỗ, đúng không? Lỗ giống như một khoản chi phí và các em đưa vào 811, nợ 811 phần chênh lệch, lấy 120 trừ 100 ra phần chênh lệch. Thấy chưa? Xong. Bây giờ mình qua trường hợp ngược lại này, cũng tương tự như vậy thôi. Giá thỏa thuận sẽ lớn hơn cái giá xuất kho. Bây giờ cô làm lại lần nữa này. Giá thỏa thuận là mình ghi vào nợ 2 mấy đó, tăng cái tài khoản đó lên. Dạ, tăng nó lên. Bây giờ có 1 năm 5, 1 năm 6 là cái giá các em xuất kho. Các em nhìn coi, giá thỏa thuận là 110, mà cái giá xuất kho là 100. Em so sánh hai cái này coi. Vế nợ đang lớn hơn với có, đúng không ạ? Vế nợ là 110, vế có là 100. Có phải là cái vế có nhỏ hơn vế nợ không? Vậy thì chênh lệch nó sẽ nằm ở vế bên có, chênh lệch nằm nhỏ hơn. Bây giờ cái giá thỏa thuận là 110, nhưng mà giá xuất kho là 100. Nghĩa là gì? Là tài sản mình đem đi á, có 100 mà người ta nhận 110, có phải là mình lời không? Mình lời, mình đưa vào thu nhập có là có 711. Lưu ý, nợ thì nợ chi phí 811, có là có thu nhập có 711.
hai cái này phân biệt nha, được không? Phân biệt đó. Bây giờ cô qua góp vốn bằng tài sản cố định, nó cũng tương tự thôi. Tài sản cố định thì nó không có cái giá xuất kho, mà nó có cái giá trị còn lại. Bây giờ này chúng ta lấy ví dụ này, nếu như giá thỏa thuận của cô là 90, cái giá trị còn lại là cô đưa là 100, giá trị còn lại của tài sản cố định tính sao ta? Lấy gì trừ gì, còn nhớ không? Giá trị còn lại của tài sản lấy gì trừ gì nè? Làm sao tính ra giá trị còn lại? Lấy gì trừ gì để ra giá trị còn lại? Lấy gì trừ gì nè? Lấy cái gì tính ra giá trị còn lại? Cô lấy nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Đúng rồi, nhớ nha. Lấy nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Vậy cô lấy nè, 120 trừ 20 có nghĩa là gì? Nguyên giá của cô là 120, hao mòn lũy kế là 20. Vậy cô lấy nè, 120 trừ 20 cô ra 100. Vậy bây giờ so sánh nè, giá thỏa thuận là 90 mà giá trị còn lại là 100. Nghĩa là gì? Tài sản của cô ước tính nó, giá trị của nó là 100 triệu mà người ta nhận cô có 90 à, có phải là cô đang bị lỗ không? Vậy bây giờ coi cô định khoản này. Các em cứ định khoản bình thường. Sau đó mình sẽ điền cái phần chênh lệch. Để cho nó dễ thì giữa hai cái này nè, chúng ta để một dòng trống ra, được không ạ? Để chúng ta bỏ cái phần chênh lệch. Bây giờ đầu tiên đem tài sản cố định đi, nó phải giảm, giảm nguyên giá. Nếu như tài sản cố định hữu hình là có 211. Nếu như mà tài sản thuê tài chính thì các em ghi có 212. Nếu như tài sản cố định vô hình có 23. Rồi, bây giờ cái chỗ đó là mình ghi có, nghĩa là mình giảm cho cô nguyên giá là 120 triệu. Giảm nguyên giá, ghi có 120 triệu. Mình ghi tăng bên nợ, nợ 22 mấy lên là theo cái giá hai bên thỏa thuận là 90. Khi giảm tài sản cố định thì phải giảm hao mòn lũy kế, nợ 24, chỗ này 20. Vậy nhìn cho cô nè, tổng nợ, tổng có, vế nào nhỏ hơn? Cộng coi. Bây giờ vế nào nhỏ hơn? Vế nào nhỏ hơn nào các bạn? Vế nợ nhỏ hơn à? Vế nợ nhỏ hơn và chênh lệch nó sẽ nằm bên bên nợ. Được không? Nợ, bây giờ điền vào, nợ thì nợ 811. Đây, cô tính phần chênh lệch nè. Cô lấy tổng bên có là 120 triệu, được không? Cô trừ lại cái vế nợ 90 và trừ 20. Vậy thì chênh lệch chỗ này nó có. Đó. Nhìn nè, 90 110, trong khi cái này 120, có phải chênh lệch còn 10 triệu không? Tiếp tục nè. Cái giá thỏa thuận cô giả sử là 105. Và cái giá trị còn lại của cô là 100, bằng nguyên giá là 120, trừ hao mòn là 20. Vậy thì tài sản của cô có 100 triệu thôi, mà người ta nhận cho cô 105, có phải cô đang lời không? Mình tiếp tục nè, mình sẽ tính cái phần chênh lệch bằng cách, mình điền hết con số vào nha. Có 211, 212, 213 đó, là cái phần nguyên giá là 120. Rồi, nợ 22 mấy là theo giá thỏa thuận là 105. Giảm hao mòn lũy kế, nợ 24 là 20. Bây giờ cộng với nợ có phải là 125 không? Vế có nó có 120 à. Có phải là vế nợ lớn hơn vế có không? Vậy thì chênh lệch nó sẽ nằm ở vế có này. Và có 711 phần chênh lệch là 5 triệu bằng cách lấy tổng vế nợ 105 cộng 20 và trừ cho vế có 120. Vậy tới chỗ này các bạn định khoản được góp vốn bằng hàng tồn kho và tài sản cố định không? Các em nhìn lại coi, các em làm được không? Được không ạ? Coi mình làm được không nha? Được rồi thì cô sẽ qua phần khác, được không ạ? Mình kiểm tra lại cho cô coi mình làm được không? Được chưa?
Được không nè? Dạ được cô. Rồi, bây giờ chúng ta đi, nãy giờ mình đi mua nó, bây giờ mình đi bán. Nó bán thì cũng giống như bán 121, 128 thôi, bán giống y chang. Vậy thì bán thì mình có lãi hoặc lỗ, đúng không nè? Vậy bây giờ nếu chúng ta bán 221 hoặc 22 hoặc 228 mà chúng ta có lãi, ai có thể đọc giùm cô xem còn nhớ không? Nếu bán thu tiền mà có lãi thì mình định khoản sao? Giống y như 121, giống 128 vậy đó, giống y như vậy. Em đọc thử coi nào. Khi mình có lãi, định khoản sao? Dạ là nợ 111, 112 có 121X và bán. Có 515 ạ. Có, không. Bây giờ là cô bán loại 2, Hoa ơi. Cô sẽ bán 221, 22 hoặc 28 thì nó sẽ có gì nào? Dạ có 221, có 22X ạ. Đúng rồi. Chúng ta thay cái chỗ, ý cô muốn nói là thay cái 121 và 128 đó đó. Nó thành 22X, nghĩa là giống y chang. Khi bán có lời hoặc có lỗ thôi. Bây giờ, lời nè. Nếu cô giả sử cái giá bán là 200. Rồi, có 22X là cái giá gốc lúc trước cô mua là 108. Có phải bán được 200 mà giá có 108 lúc ban đầu không? Vậy thì lời đưa vào 55, phần chênh lệch là 20. Trường hợp lỗ giống tương tự như vậy nhưng chúng ta sẽ đưa vào nợ 635. Nợ 111, 112 cô giả sử cái giá bán là 150. Cái phần lỗ đó, nợ 635. Cái phần có 21 cô giả sử cái giá ban đầu là 200 này. Sau đó cô bán 150 có phải cô lỗ 50 không? Thì cái phần lỗ đó đưa vào nợ 635. Lấy 200 trừ 150, nợ 635 là 50. Giống y như vậy nha, không có gì thay đổi cả. Các em sẽ thay cái 121 hoặc 128 đó thành cái 22 mấy của các em. Bán là giảm đi, nằm bên có. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái định khoản mới trong cái phần này này. Là các em sẽ có cái bút toán ở dưới này. Có thấy cái mũi tên đi qua rồi đi lại vòng tròn chỗ này không? Đó, nó xoay ngang này. Nè, cái khúc này này, cô đang để con chuột cho các bạn nè. Đây các bạn thấy chỗ này là 221, chỗ này 22, chỗ này 28. Cái qua bên này nhìn vào chữ T bên này các em cũng thấy 21, 22, 28. Các em đừng nói với cô mình định khoản gì nè. Định gì là chết cô này. Một có 21, nợ 22 có 22, nợ 28 có 28. Cô nghe tới đó chắc cô xỉu á. Được không ạ? Nợ có nó không có lúc nào một tài khoản hết. Nghĩa là người ta viết như thế này á. Mục đích của người ta là gì? Lấy một trong ba tài khoản này thôi. Và bên chỗ này cũng sẽ là một trong ba tài khoản. Bên nợ 103 và bên có 103. Nghĩa là mình chuyển đổi giữa ba cái đó nó đi vòng tròn với nhau. Đó. Chuyển trong ba cái đó nha. Nó xoay vòng với nhau. Chứ không phải là nợ 21 có 21. Không có nghĩa là nợ cái này có kia giống nhau. Không phải. Được không ạ? Nghĩa là mình chuyển đổi hình thức đầu tư. Chuyển đổi hình thức đầu tư. Từ cái này qua cái kia, ví dụ chúng ta chuyển từ công ty liên kết sang công ty con, chúng ta chuyển từ đầu tư khác sang công ty liên kết, hoặc ngược lại, chúng ta chuyển từ con sang liên kết hoặc con sang đầu tư khác. Vậy khi nào mà mình chuyển? Bên này cô có ghi nè, khi chúng ta thay đổi hình thức đầu tư, nghĩa là khi chúng ta thay đổi cái tỷ lệ quyền biểu quyết đó các bạn. Tỷ lệ quyền biểu quyết dưới 20 là 28, từ 20 đến dưới 50 là 22, lớn hơn 50 là 221. Vậy thì khi mà cô đổi cái tỷ lệ đó, ví dụ như cô có thể mua thêm hoặc bán bớt cổ phiếu, có phải là tỷ lệ quyền biểu quyết của cô thay đổi không? Vậy thì khi cô thay đổi, cô phải chuyển. Bây giờ mình lấy cái ví dụ này. Lần 1 cô mua 100 cổ phiếu công ty A. Sau khi cô mua 100 đó thì cái tỷ lệ quyền biểu quyết của cô trong công ty A đó là 25%. Khi mà nó lớn hơn 20, nó nhỏ hơn 50, có phải là cô ghi nó vào 22 không? Rồi, lần sau cô mua thêm, nghe cho kỹ, cô mua thêm 500.000 cổ phiếu công ty A. Sau khi mua thêm thì lúc này tỷ lệ quyền biểu quyết của cô là 60%. Thì cô đưa nó vào tài khoản. Lúc này tỷ lệ nó trên 60 thì là 221.
Bây giờ câu hỏi đặt ra nè, nghe cái đề xong chưa? Lần 1 mua 100.000 thì tỷ lệ quyền biểu quyết là 25%, chúng ta ghi vào 22. Lần sau cô mua thêm 500.000, tỷ lệ quyền biểu quyết lúc này là 60%, cô ghi vào 221. Vậy cho câu hỏi nè, 60% này là chúng ta tính trên 500.000 hay chúng ta tính trên 600.000 cổ phiếu? Tính trên 600.000 cổ phiếu. Đúng rồi, tính trên 600.000. Vậy có nghĩa là nếu như Kem đưa 500.000 này vào 221 không á, thì có phải nó thiếu 100.000 không? Mà 100.000 đó lúc nó ở đâu? Nó có ở 222. Vậy thì nhiệm vụ của mình là gì? Mình phải chuyển cái 100.000 từ 22 sang 221 cho cô. Đúng không? Vậy thì làm sao mình có thể chuyển từ 22 sang 221? Nghĩa là gì? Mình sẽ tăng 221 lên và giảm 222 xuống của 100.000 cổ phiếu đó. Định khoản coi. Chuyển từ 22 sang 221 định khoản sao? Nợ gì có gì nè? Nợ gì có gì? Nợ 22. Nói đi Hoa. Dạ nợ 221 có 22 ạ. Đúng rồi. Chuyển từ 22 sang 21, nợ 221 có 22. Đây, nợ 221 có 22. Đó là một cái ví dụ thôi. Những cái khác em có thể chuyển khác, ví dụ như kem nợ 22 có 28 cũng được. Được không ạ? Hoặc là nợ 28 có 221 cũng được. Nghĩa là kem sẽ phải căn cứ vào tỷ lệ quyền biểu quyết và chúng ta căn cứ vào cái mà lúc trước mình ghi vào đâu đó, thì mình mới chuyển được. Đó là trường hợp cô đang mua thêm thì nó tăng lên. Có phải là 22 sang 21 thì tỷ lệ nó tăng không? 28 sang 22 cũng phải đang tăng không? 28 sang 221 có phải đang tăng không? Đúng không ạ? Ngược lại bây giờ bán bớt thì sao? Bán bớt thì ngược lại nè. Nợ 22 cô chuyển từ liên kết. Cô chuyển từ, xin lỗi, cô chuyển từ 21. Cái cô chuyển đi là cái cô mất. Là cô đang bán bớt, cô chuyển từ 21 sang 22. Nghĩa là gì? Cô rớt từ công ty mẹ xuống còn công ty liên kết. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cô đang giảm. Cô chuyển từ 22, nghĩa là công ty liên kết xuống 28 đầu tư khác. Có nghĩa là cô đang, tỷ lệ quyền biểu quyết của cô đang giảm. Cứ giảm cái gì thì kem mất cái đó đi và chuyển sang cái khác. Bây giờ chúng ta nhận lãi. Trường hợp mà nhận lãi bằng tiền thì chắc là chúng ta thuộc rồi ha. Nợ 11, nợ 112 có 515. Chúng ta nhận lãi, chúng ta mới nhận thông báo và chưa nhận tiền. Nợ 1388 có 515. Sau khi nhận thông báo mà nhận được tiền, nợ 1112 có 1388. Lãi dồn tích. Nếu mà lãi dồn tích, cái ví dụ đầu giờ mình sửa 3.5 á, là do mình đi mua 128. Còn bây giờ nếu như mình mua 22 mấy á, thì cái đó phải giảm đi. Nợ 11112 tiền lãi tăng lên có 22x, nghĩa là lãi dùng tích ban đầu ghi vào đâu thì nhận lãi dùng tích ghi có tài khoản đó, giảm nó xuống. Nếu ban đầu em ghi vào 22x thì khi chúng ta nhận chúng ta ghi có 22x và phần công của mình ghi có 515. Rồi, hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này. Hôm trước cô có nói với các bạn là trường hợp nhận lãi mà nhận bằng cổ tức á, thì chúng ta sẽ không định khoản. Chúng ta không ghi nợ có mà chúng ta chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng lên. Được không? Và thuyết minh nó trên báo cáo tài chính. Vậy bây giờ người ta nói như thế này nè. Việc trường hợp mà nhận cổ tức bằng cổ phiếu á, nó giống như việc là chúng ta sẽ tách cổ phiếu ra. Tách là gì? Tách là chia nhỏ nó ra các bạn. Đọc để hiểu nha. Từ một cổ phiếu bự đó, em tách thành nhiều cổ phiếu nhỏ. Ban đầu em có 10, em nhận thêm 10, có phải là em có được 20 cái không? Nghĩa là từ cái 10 cái bự đó em thành 20 cái nhỏ thôi. Nó chỉ khác như vậy thôi. Dòng tiền nó không thay đổi, nghĩa là gì? Cái người mà đưa cổ phiếu cho em á, người ta cũng không thu tiền được về. Mà em nhận cổ phiếu em cũng không phải bỏ tiền ra. Nghĩa là nó không phát sinh bất cứ một cái dòng tiền nào. Không phát sinh.
không làm tăng giá trị khoản đầu tư. Và việc kế toán của mình đối với cái trường hợp mà mình nhận cổ tức bằng cổ phiếu á, là mình sẽ ghi tăng, mình sẽ theo dõi là mình tăng lên bao nhiêu cổ phiếu, là cái thứ nhất. Chúng ta sẽ thuyết minh số lượng đó trên thuyết minh báo cáo tài chính. Vậy thì mình có bị ảnh hưởng cái gì hay không? Bây giờ mình suy nghĩ nè. Ban đầu cô đi mua, cô bỏ ra một số tiền, cô mua được 100 cổ phiếu. Sau đó người ta chia thêm cho cô 100 cổ phiếu nữa, nghĩa là người ta trả cổ tức bằng cổ phiếu, cô nhận thêm 100 cổ phiếu nữa. Vậy thì tổng số lượng cổ phiếu của cô lúc này là 200 cổ phiếu. Nhưng mà lúc mà cô nhận 100 cổ phiếu đó là cô không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào nha. Không phải là cô bỏ tiền ra cô mua thêm đâu. Nghe kỹ, ban đầu cô chỉ mua đúng 100 cổ phiếu thôi. Cô bỏ tiền ra cô mua. Sau đó người ta chia cổ tức á, người ta chia thêm cho cô là 100 cổ phiếu nữa, dẫn đến tổng số lượng cổ phiếu mà cô nhận được là 200 cổ phiếu. Vậy thì theo các bạn, mình bị ảnh hưởng cái gì? Số tiền không đổi mà số lượng cổ phiếu mình tăng lên. Vậy thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái gì ạ? Vẫn là số tiền lúc đầu em bỏ ra, nhưng mà số lượng cổ phiếu lúc này nó tăng gấp đôi. Vậy thì mình sẽ bị cái gì ạ? Suy nghĩ coi nào. Vẫn là số tiền giống nhau, được không ạ? Vẫn là số tiền giống nhau, nhưng số lượng cổ phiếu tăng gấp đôi. Vậy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái gì ạ? Em nghĩ là khoản đầu tư tăng lên đúng không? Khoản đầu tư nó tăng lên khi kem ghi tăng tiền, nghĩa là nợ hai hai mấy có một một, thì hai hai mấy nó tăng lên, có nghĩa là khi kem phải bỏ tiền, bỏ tài sản vào thì khoản đầu tư nó tăng lên. Nhưng bây giờ em không bỏ tiền thì tổng khoản đầu tư của em nó không hề thay đổi. Cái tổng số tiền em bỏ ra đâu có bỏ đồng nào đâu. Người ta chia cho em là người ta đưa thêm cho em 100 tờ nữa. Nó không đổi. Tiền không đổi mà số lượng cổ phiếu tăng lên, nó sẽ bị ảnh hưởng gì ạ? Mẹ đưa cho 50 ngàn, mẹ nói ra mua 1 ký rau. Thì 1 ký rau giá 50 ngàn. Nhưng nếu mẹ cũng đưa một tờ 50 ngàn và mẹ nói mua 2 ký rau, thì ra chợ trả giá 1 ký bao nhiêu? 25 ngàn. Có phải tiền không đổi, số lượng tăng lên dẫn đến đơn giá của một loại nó sẽ giảm không? Vẫn là số tiền ấy, nhưng số lượng cổ phiếu các em tăng lên gấp đôi, thì giá của một cổ phiếu sẽ phải giảm một nửa. Bây giờ mình lấy ví dụ nè. Giả sử cô là công ty A, cô đầu tư vào công ty B và cô nói rằng cô đang đầu tư vào công ty con. Cô chỉ mua 10 cổ phiếu thôi, nhưng cô vẫn là mẹ đó. Đừng nói cô là có 10 cổ phiếu mà đòi làm mẹ người ta. Cái này là mình ví dụ, được không? Bớt suy nghĩ mấy cái sâu xa đi. Mình mua 10 cổ phiếu với giá mua một cái là 20.000 đồng một cổ phiếu, và chúng ta được làm mẹ nó. Chúng ta định khoản như sau này. Nợ 221 của công ty B có 1121. Cô mua 10 cổ phiếu với giá mua 20.000. Tổng giá trị khoản đầu tư của cô là 200.000. Đây nha Hoa, tổng giá trị đầu tư là 200.000. 221 vẫn là 200.000. Đến một ngày nào đó, công ty B nói với cô như sau. Nó sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11. Hiểu tỷ lệ không? B nói như này, tôi sẽ trả cổ tức tỷ lệ là 11. Cô đố các em tỷ lệ 11 nghĩa là gì? B nói rằng B trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 11. Là 1 cổ phiếu bằng 10 cổ tức hả? Chết. Trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thì trong này nó toàn là cổ phiếu thôi. Hai con số 10 và 1 đó đều là cổ phiếu hết. Trả cổ tức bằng cổ phiếu. Vậy thì 10 cái gì được 1 cái gì? Ai đang giữ 10 cổ phiếu tôi trả cho anh là 1 cổ phiếu.
Cái này chúng ta sẽ gặp cái tỷ lệ này nhiều ở chương số 5 nên thuộc dần đi. Đó. Sang đó là người ta chỉ nói tỷ lệ bao nhiêu là tự phải hiểu á. Tỷ lệ 11 có nghĩa rằng cứ ai đang giữ 10 cổ phiếu tôi trả thêm 1 cổ phiếu. Nhớ nha, sang chương số 5 không có nói lại đâu. Cứ 10 cổ phiếu trả cho cổ tức là bằng cổ phiếu mà, thì trả thêm là 1 cổ phiếu nữa. Vậy bây giờ mình nhìn lại con mình có bao nhiêu? Mình đang có trong tay là 10 cổ phiếu. Vậy thì khi mà trả cổ tức mình nhận được mấy cổ phiếu? Mình nhận thêm được trái. Một thôi, một, ừ, một. Thì mình có 10 thì nó trả thêm 1. Vậy số lượng cổ phiếu mà công ty A sẽ nhận thêm khi được chia cổ tức là 1 cổ phiếu. Sau khi nhận xong thì tổng số lượng cổ phiếu công ty A đang có là 11. Lấy 10 cộng 1 đó. Vậy sau khi nhận 11 cổ phiếu này, giá trị khoản đầu tư vẫn đâu có đổi. Đây nè, nhìn kỹ, giá trị tiền bỏ ra vẫn là 200 ngàn. Tôi đâu có bỏ thêm tiền đâu mà giá trị đầu tư nó tăng thêm. Không hề tăng thêm, nó vẫn chỉ có 200 ngàn thôi. Khi mà mình nhận thêm một cổ phiếu này, chúng ta đã không định khoản. Hôm trước ghi rõ rồi. Khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu không định khoản, không ghi sổ kế toán, nghĩa là không ghi nợ có. Chúng ta chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng lên, nghĩa là chúng ta nói chúng ta nhận thêm được một cổ phiếu. Chúng ta sẽ thuyết minh số lượng cổ phiếu được nhận trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, chứ đâu có ghi nợ có. Rồi, vậy thì câu chuyện của mình nó bị ảnh hưởng là giá của một cổ phiếu sau khi mà chúng ta được nhận cổ tức, có phải rằng ban đầu 10 cổ phiếu chúng ta bỏ ra 200 ngàn, mỗi cổ phiếu trị giá 20 ngàn không? Nhưng bây giờ sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chúng ta có 11 cổ phiếu và trị giá khoản đầu tư vẫn là 200 ngàn. Vậy thì lấy 200 ngàn chia 11, giá một cổ phiếu lúc này chỉ có 18.182 mà thôi. Vậy thì câu chuyện tiếp theo là nếu như chúng ta bán cổ phiếu ra thì lúc này giá của mình nó chỉ có 18.182 chứ không phải là 20 ngàn nữa. Tại vì chúng ta có 11 cổ phiếu để bán chứ không phải có 10 cổ phiếu. Rồi vậy câu chuyện đi thi là gì? Nếu như làm bài tập hoặc đi thi mà đến cái chỗ mà người ta nói trả cổ tức bằng cổ phiếu thì em phải làm gì cô? Em để trống. Ồ, nếu em để trống thì em không có điểm. Được không? Tại vì nếu em để trống thì tự nhiên cái đầu của cô nó sẽ hiểu là gì? Em không biết làm. Rồi đó, nghe cho kỹ nha. Vậy thì nếu như em gặp câu đó, em phải ghi rõ cho cô là không định khoản là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, em phải tính cho cô được ba cái dòng này. Phải tính được ba cái dòng này. Được không? Là sao? Nghĩa là em phải ghi cho cô là, em phải tính cho cô là số cổ phiếu mà mình được nhận thêm khi chia cổ tức là bao nhiêu. Cái thứ hai, số lượng cổ phiếu mà sau khi nhận được tổng là bao nhiêu. Cái thứ ba, giá của một cổ phiếu sau khi chúng ta nhận cổ tức bằng bao nhiêu. Nghĩa là không định khoản nhưng phải làm. Thì phải làm mới có điểm, chứ còn để trống thì không điểm. Được không ạ? Nhớ rồi nha, nhắc rồi nha. Ai cũng nhắc cả. Nhắc rất kỹ. Đó là nếu trường hợp làm bài tập hoặc đi thi mà có cái câu nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì làm ơn tính ba cái này cho cô này. Tính rõ ràng. Trong nội dung bài gửi thì cô sẽ gửi hết cái ví dụ này, nhận cổ tức bằng cổ phiếu gửi lại cho các em luôn. Như vậy khi đọc thì phải hiểu mục đích của mình là mình sẽ phải làm gì ở những chỗ đó. Bây giờ mình quay trở về đây. Đây nè, cái bốn cái dòng này là cái mà cô vừa tính này. Làm sao ra được số 18.182 cô vừa tính cho các bạn luôn rồi. Và chúng ta có câu kết luận như sau. Kế toán cần theo dõi số lượng cổ phiếu tăng lên để xác định được đơn giá cổ phiếu thay đổi. Rõ ràng nó sẽ thay đổi và nó sẽ giảm khi chia cổ tức bằng cổ phiếu. Rồi, bây giờ chúng ta có những cách đầu tư khác nè. Chúng ta có thể đầu tư bằng cách không có tiền đúng không? Phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Trường hợp A là mình đi phát hành cổ phiếu để mình lấy tiền. Thiệt ra là khi mình phát hành cổ phiếu là mình huy động vốn các bạn. Nghĩa là mình thiếu tiền thì mình huy động vốn. Nhưng mà ví dụ như mình không thích lấy tiền về mà mình phát hành cổ phiếu đó
để mình thay vì mình lấy tiền thì mình cho người ta cái quyền sở hữu, nghĩa là người ta mua cổ phiếu đó, mình cho nó đầu tư vào mình. Mình phát hành cổ phiếu, mình lấy, mình cho nó mua cổ phiếu của mình, nhưng mà mình ngược lại mình đầu tư vào công ty đó. Cái thứ hai, trường hợp D đó, là mình phát hành trái phiếu để vay tiền. Nhưng mà lúc mà phát hành trái phiếu á, thì mình không lấy tiền, mà mình để đầu tư vào một đơn vị khác. Thì trường hợp mà phát hành cổ phiếu, trái phiếu đó mình chưa có học, nên không cần phải nói. Chúng ta sẽ học nó trong trường hợp phát hành đó ở chương số 4 và số 5. Trái phiếu chương 4 và cổ phiếu chương 5. Còn cái B và cái C nhìn kỹ có phải là nãy cô hỏi các bạn không? Trường hợp mà đem một lô hàng tới kêu nó định giá, nó sẽ khác với một trường hợp mà chúng ta mua khoản đầu tư đó và mình trả bằng cái lô hàng. Trường hợp B và C là giống như bán tài sản cố định và bán hàng tồn kho, giống như vậy và không hướng dẫn lại. Nghĩa là cô không nói bạn là cái trường hợp B đó chúng ta ghi như thế nào đâu. Chúng ta về đọc, chúng ta sẽ tham khảo lại, thiệt ra là lật lại xem á, là xem trường hợp mà trao đổi nhượng bán tài sản cố định đó, bán sao. Cái thứ hai nữa là khi bán hàng tồn kho đó, bán sao. Chúng ta hạch toán giống như người ta hướng dẫn nè, ghi giảm cái gì đó, ghi tăng cái gì đó. Trong này có ghi nè. Trường hợp mà các chi phí liên quan á, thì ở đầu mua thì giá gốc ghi vào đâu, chi phí môi giới ghi vào đó, đúng không? Còn cái đầu bán thì hôm bữa cô nói rồi, mọi chi phí liên quan đến đầu bán 635. Chúng ta có một cái ví dụ 3.6. Cái ví dụ này mình chưa, lát nữa mình làm được không? Bây giờ mình còn một cái phần phía sau nữa là dự phòng. Chúng ta để lát chúng ta làm 3.6. Bây giờ mình sẽ qua cái phần dự phòng. Hôm trước cô nói các bạn là cô sẽ để cũng cái tội cô chừa đó. Cô sẽ chừa lại cái phần dự phòng cho các em. Đây. Là cô sẽ ghi thành một cái mục gọi là 5 phần dự phòng. Nghĩa là cô sẽ tóm tắt cả 3 trường hợp: chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư vào công ty con liên doanh liên kết, được không ạ? Vậy chúng ta sẽ lập dự phòng từng cái như thế nào? Tài khoản 2291 chúng ta có, xin lỗi, 229 chúng ta có 4 tài khoản cấp con là 2291, 292, 2293 và 294. 2291 là dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, 292 là dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, 293 dự phòng giảm giá hàng, dự phòng nợ phải thu khó đòi, 294 dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bây giờ mình học cái nợ phải thu khó đòi và hàng tồn kho mình học rồi, được không? Bây giờ ai có thể lục lại cái trí nhớ của mình á, cho cô biết đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho á, thì khi nào mình sẽ lập dự phòng không? Coi còn nhớ không này. Cái tài khoản 2294, cái chương hàng tồn kho, kế toán tài chính 1. Khi nào mình sẽ lập dự phòng đối với hàng tồn kho? Khi nào mình sẽ lập? Thiệt ra đầu giờ đến giờ thì cô biết là có bạn Hoa này trả lời cho cô với một cái bé mà cô nghe giọng mà cô không biết được. Đó. Chỉ có hai bạn trả lời thôi. Có một lần có một bạn nam không biết là phải Phước không thì cô không biết. Tại vì cô màn hình cô nhìn trên này nó không có rõ. Thì chỗ Hoa đó, nếu mà Hoa trả lời nữa thì cô sẽ cộng điểm cho bạn. Được không? Tại vì bạn đầu giờ chỉ có mình bạn trả lời cô nãy giờ, đúng không nè. Có học bài. À, vậy không phải ông Phước, vậy nãy bạn Nam nãy á, là cô không biết là ai. Được không? Và bây giờ này, trường hợp mà dự phòng giảm giá hàng tồn kho đó, ngày xưa mình lập dự phòng á, thì mình định khoản, mình khi nào, không cần nhớ định khoản, được không? Chỉ cho cô biết là khi nào mình lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dạ là khi giá gốc ghi trên sổ cao hơn giá trị thuần, có thể thực hiện được. Rồi đó, đúng, chính xác.
Giá trị thuần có thể thực hiện được là căn cứ vào cái giá trên thị trường, trừ thêm vào đó là trừ đi các phần chi phí bán, đúng không ạ? Chúng ta ra giá trị thuần. Và khi cái giá ghi sổ lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được, nghĩa là hàng tồn kho đó đang bị giảm giá. Ví dụ, ban đầu em mua được 20.000 một ký đi, nhưng mà đối với giá trị mà thị trường bán được hiện tại chỉ có 19.000 thôi. Có nghĩa là em đang ước tính cái giá đang bị giảm, đúng không? Và chúng ta lập dự phần. Ở tài khoản chứng khoán kinh doanh á, nó y chang như vậy. Tại sao cô hỏi các bạn về hàng tồn kho? Tại vì nó giống y như vậy á. Nghĩa là chứng khoán kinh doanh em ghi vào 121 là cổ phiếu, là trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, đúng không? Thì em cũng mua với mục đích là em chờ tăng giá để bán. Em mua bán kiếm lời mà. Mà bây giờ cái giá thị trường nó giảm, có phải là em đang bị lỗ không? Vậy thì mình lập dự phòng chứng khoán kinh doanh cũng tương tự như vậy. Khi giá thị trường nó đang nhỏ hơn giá ghi sổ, nghĩa là chúng ta đang bị giảm giá các bạn, thì chúng ta lập dự phòng. Đối với chứng khoán kinh doanh, cái mà cô đang tô màu vàng đó, có nghĩa rằng chúng ta đang theo dõi nó nằm ở tài khoản 121 là 1211 cổ phiếu, 1212 trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, 1218 cái khác á. Những thứ mà đang nằm ở 121 thì khi lập dự phòng chúng ta sử dụng cho cô là tài khoản 2291. Được. Sử dụng 2291. Cách lập dự phòng nè. Đầu tiên chúng ta sẽ tính ra cái số dự phòng cần lập. Sau đó chúng ta so sánh với số dự phòng đã lập. Và chúng ta sẽ biết là nó cần lập thêm hay hoàn nhập. Được. Bây giờ số dự phòng cần lập mình tính sao? Có phải là các em có số lượng cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu không? Em có số lượng. Tại thời điểm lập dự phòng là tại thời điểm lập báo cáo tài chính đó. Chúng ta sẽ tính cái số dự phòng cần lập cho năm nay bằng cách lấy số lượng hiện có của cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu đó. Bao nhiêu? Mình nhân với cái giá bị giảm. Ví dụ, như giá ghi sổ là 100.000 mà cái giá thị trường chỉ có 90. Có phải là mình đang giảm mất 10.000 không? Vậy thì mình lấy cái phần chênh lệch đó, mình nhân với số lượng mình đang nắm giữ. Cô kéo dài và cô nhấn mạnh cái chữ mà đang nắm giữ. Nghĩa là đầu kỳ nó có bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà đến cuối kỳ đó các em phải xác định là mình còn lại bao nhiêu cổ phiếu. Và chúng ta sẽ lập cho từng loại nha. Ví dụ như cổ phiếu A bao nhiêu, B bao nhiêu, mình phải lập cho từng loại. Mình lấy cái giá ghi sổ của cổ phiếu đó, mình so sánh với giá thị trường để mình tính ra cái phần chênh lệch. Cái nào đó đang bật mic. Sau khi tính ra phần chênh lệch rồi, các em nhân cho cô số lượng. Lấy số lượng nhân với cái phần chênh lệch đó, mình sẽ tính ra mức dự phòng cần lập. Sau đó chúng ta sẽ so sánh với mức dự phòng đã lập. Tài khoản chứng khoán kinh doanh thì dự phòng nó sẽ nằm ở 2291. Vậy thì số dự phòng đã lập, chúng ta sẽ lấy số dư bên có của 2291. Tại sao số dư bên có? Đây. Tài khoản 2291 nó có kết cấu là nó có số dư đầu kỳ nằm bên có, tăng bên có, giảm bên nợ và số dư cuối kỳ nằm bên có. Chứ không phải tự nhiên cô nói cô lấy số dư bên có đâu. 2291 là một khoản dự phòng và nó điều chỉnh giảm cho tài khoản 121. Và giống như cô nói với các bạn, những tài khoản mà có số đuôi là số 9, tài khoản cấp 1 á, nó sẽ có kết cấu ngược lại với tài khoản mà nó điều chỉnh. Như vậy thì bình thường loại 2 nó có số dư bên nợ, nhưng những tài khoản mà có số đuôi là số 9 này nè. Đừng nói cô là số đuôi là số 1 nha cô. Trời ơi, người ta nói là cấp 1 là 3 số nè, còn này là cấp 2. Số đuôi là số 9 có kết cấu ngược, nghĩa là chúng ta sẽ có số dư nằm bên có, tăng bên có, giảm bên nợ và số dư cuối cùng nằm bên có. Vậy cái số mà đã lập dự phòng nó sẽ nằm ở bên có. Vậy chúng ta sẽ lấy số dư bên có của tài khoản 2291, nghĩa là số mà chúng ta đã lập là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ so sánh cho cô. Vậy bây giờ này, nếu như số cần lập của năm nay á, cần lập nó nhỏ hơn số mình đã lập. Nghe kỹ chưa? Cần lập mà nhỏ hơn đã lập thì chúng ta lập thêm hay hoàn nhập?
cần lập mà nhỏ hơn đã lập thì lấy lập thêm hay hoàn nhập ạ? Nào, nếu như số mà mình tính ra cái năm nay nè, cái số cần lập á, nó nhỏ hơn cái số mình đã lập rồi, thì theo các bạn mình phải lập thêm hay hoàn nhập? Dạ, hoàn nhập rồi. Đúng, hoàn nhập, đúng không? Hoàn nhập. Chúng ta sẽ có hai trường hợp, một là lập thêm hay hoàn nhập. Trường hợp lập thêm nghĩa là mức dự phòng cho năm nay đó, nó lớn hơn mức dự phòng mà các em đã lập rồi thì chúng ta sẽ lập thêm. Chúng ta lập thêm, chúng ta ghi nợ 635 có 2291 và lấy cái phần chênh lệch. Ví dụ, nếu như số cần lập năm nay là 100 mà số đã lập là 80, vậy có phải là mình thiếu 20 nữa không? Cần lập năm nay là 100 mà đã lập là 80. Vậy thì mình phải lập thêm 20 nữa. Nợ 635 có 2291, 20. Tài khoản lập dự phòng đối với chứng khoán kinh doanh là 2291. Như vậy, lập thêm mình đưa vào chi phí nợ 635 và có 2291 phần chênh lệch. Ngược lại là hoàn nhập tính như sau. Lấy cái mức dự phòng của năm nay mà nó nhỏ hơn cái mức dự phòng đã lập thì chúng ta ghi ngược lại, nợ 2291 có 635. Tính ra cái phần chênh lệch, ghi ngược lại, nợ 2291 có 635. Tóm lại là khi những khoản mà chứng khoán kinh doanh á, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu nó nằm ở 121 chẳng hạn, thì khi các em lập dự phòng, các em ghi vào tài khoản 2291, nghe không, 2291. Chúng ta sẽ tính cái mức dự phòng cần lập cho năm nay so sánh cái mức dự phòng đã lập, chúng ta sẽ ra lập thêm hoặc hoàn nhập. Rồi, nếu lập thêm, nợ 635 có 2291 và lưu ý lấy phần chênh lệch thôi nha. Còn nếu như là hoàn nhập thì mình sẽ ghi ngược lại cho cô, nợ 291 có 635. Rồi, mình coi cái tài khoản 2291 chứng khoán kinh doanh này mình làm được không? Tới chỗ này được chưa? Cái bài số 1 hình như cô nhớ có cái lập dự phòng á. Không biết là ở nhà làm đúng không? Được không? Cô có nhớ là bài số 1 hình như nó có dự phòng. Về nhà điều chỉnh lại cái bài số 1 sau khi mình học cái phần lý thuyết này. Được không? Nào, 291 được chưa? Chứng khoán kinh doanh nè. Được không ạ? Dạ được cô. Rồi bây giờ mình sẽ qua 128. Chúng ta sẽ tiến hành lập dự phòng cho những thứ mà chúng ta ghi tăng lên ở 128, nghĩa là nắm giữ đến ngày đáo hạn. Bây giờ chúng ta qua slide coi 128 nó nói như thế nào nha. Nó nói như thế này nè. Cái khúc trên này thì cô vừa giảng xong rồi. Chứng khoán kinh doanh theo dõi trên 121. Lập dự phòng căn cứ vào giá thị trường. Vậy khi chúng ta lập, chúng ta ghi vào 291. Vậy cái khúc trên là giảng rồi. Khúc dưới bây giờ nó nói này, trong cái 128 đó phải chia làm hai nhóm. 128 thì các em biết rồi, tài khoản nó sẽ là 1281 nè, 1282, 1283 và 1288. Được không ạ? À? Vậy thì chúng ta phải chia làm, trong cái 4 tài khoản đó các em bốc làm hai nhóm cho cô. Nghĩa là một cái có bản chất là nợ phải thu và một cái là còn lại. Một cái mà bản chất, cái tài khoản mà có bản chất giống như nợ phải thu á, thì em lập dự phòng giống như nợ phải thu khó đòi. Trở về kế toán tài chính 1. Ngày xưa mình bán hàng trên 131 mà hoài mình không thu được tiền, có phải là các em lập dự phòng không? Các em nói ví dụ như nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm là lập dự phòng 30% số nợ. Từ 1 đến dưới 2 là 50%. Từ 2 đến dưới 3 là 70%.
Và từ 3 năm trở lên quá hạn chúng ta lập dự phòng cho 100%, còn nhớ khúc đó không? Vậy thì bây giờ nó nói như thế này nè. Trong cái 128 đó, từ 1281 đến 1288, chúng ta bóc ra cái tài khoản nào mà có bản chất là nợ phải thu thì chúng ta lập dự phòng giống y chang nợ phải thu khóa đời. Còn những tài khoản khác chúng ta không lập dự phòng mà ghi nhận tổn thất. Vậy bây giờ từ 1281 cho đến 1288, các em bóc cho cô cái tài khoản nào mà nó giống như nợ phải thu được không? Chọn đi. Chọn từ 1281, 1282, 1283, 1288 cho cô cái tài khoản mà giống như nợ phải thu ạ. Để mình tách nó ra nè. Mình đoán xem nó là tài khoản nào. Theo các bạn thì chúng ta sẽ tách cái tài khoản nào ra một nhóm. Nó chỉ có 1283 cô, để cho vay là mình phải thu á cô. Đúng, vay nó phải thu. Chúng ta sẽ tách cái tài khoản đó ra một nhóm. Đây tách này. Bây giờ cô sẽ tách làm hai nhóm. Khi mà cô cho vay nè, đây là định khoản, lấy ví dụ cho vay. Chi tiền ra cho vay nợ 1283 có 1112, đây là cho chi tiền ra cho vay. Vậy bây giờ chúng ta tách làm hai nhóm thì cô sẽ chia làm hai nhóm như sau. Cái nhóm thứ nhất là nợ phải thu khó đòi, là chúng ta sẽ lập dự phòng đối với tài khoản 1283. Đó, lập dự phòng đối với 1283. Khi lập dự phòng giống như nợ phải thu vậy đó, giống như 131. Vậy thì ngày xưa mình nói mình bán hàng nó không trả tiền, vậy thì bây giờ mình cho vay nó không trả tiền. Đó, nó không trả tiền. Vậy thì khi mình lập dự phòng, căn cứ vào thời hạn nợ chúng ta ghi nè. Nợ 642 và có 2293. Khi mà chúng ta giảm bớt lại, chúng ta ghi hoàn nhập thì nợ 2293 có 642. Giảm bớt lại. Đó, nợ 2293 có 642. Giống không? Giống nợ phải thu khó đòi không? Khi lập dự phòng nợ 642 có 2293. Khi hoàn nhập nợ 293 có 642. Giống phải không? Đó. Rồi, bây giờ cái nhóm còn lại nè. 1281, 1282 và 1288. Lưu ý nha, trắc nghiệm có hỏi thì phải trả lời cho đúng. Cái nhóm này chúng ta không lập dự phòng. Chúng ta không lập. Chúng ta chỉ ghi nhận tổn thất mà thôi. Tổn thất ở đây là tổn thất tài sản á. Cái tiêu đề mục số 5 của cô là gì? Lập dự phòng và ghi nhận tổn thất. Nghĩa là cái nào dự phòng thì cái dự phòng, mà cái nào tổn thất thì tổn thất. Như vậy cái tài khoản 1281, 1282, 1288 á, không có lập dự phòng các bạn. Chúng ta chỉ ghi nhận tổn thất thôi. Tổn thất tài sản. Vậy bây giờ làm sao biết nó tổn thất vậy cô? Lấy ví dụ nè. Mình đi mua trái phiếu của một công ty, có phải là người ta sẽ phải trả, khi đáo hạn người ta trả gốc cho các bạn không? Đúng không? Bây giờ ban đầu các em đi mua, em bỏ tiền ra là 100 triệu. Em bỏ ra 100 triệu đi. Bây giờ một ngày nào đó không đẹp trời, nó gửi một cái thông báo đến, nó nói như sau. Tôi chỉ có khả năng trả 30% số nợ thôi. Rồi, vậy mình tính sao? Nó nói rằng, nó thông báo với mình là nó chỉ có thể trả 30% số nợ. Nghĩa là cái phần mà nó đi vay mình 100 triệu á, mình mua trái phiếu á, nó trả 30% thôi. Vậy thì cái giá trị mà có thể thu hồi lúc này là 30% của 100 triệu là 30 triệu. Và cái giá trị mà mình ghi sổ, mình cho nó, mình mua trái phiếu của nó, mình cho nó vay là 100. Vậy thì bây giờ nghĩ nè. Mình cho nó vay 100 mà bây giờ nó trả cái giá trị có thể thu hồi là 30. Vậy thì mình tổn thất bao nhiêu rồi? Tài sản bị tổn thất bao nhiêu ạ? 70 ạ. Đúng rồi, 70. Vậy thì đây nè. Cô sẽ ghi cái phần chênh lệch này vào đây. 70 triệu cô ghi nè. Nợ 635 có 1281. Cái phần cô bị tổn thất. Cô lấy phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi và giá trị ghi sổ, cô ghi vào đây là phần chênh lệch. Đây là khi cô bị tổn thất. Trường hợp mà giá trị khoản đầu tư bị tổn thất
thì cô sẽ ghi nợ 635 có 128. Rồi. Sau đó một ngày đẹp trời khác. Bây giờ nó thông báo nè. Thay vì trả 30%, tôi sẽ trả cho anh được là 70%. Tôi sẽ trả được 70. Vậy thì mình sẽ suy nghĩ lại. Giá trị thu hồi mà lúc trước mình tính chỉ có 30 triệu thôi. Mà giá trị thu hồi bây giờ nó nói là 70% là 70 triệu. Thì mình tổn thất có 30 chứ mấy. Mà lúc trước mình ghi lỗ rồi đúng không? Mình ghi bị lỗ này. Mình ghi đã 70 rồi. Mà bây giờ mình tính lại thì cái phần tổn thất nó còn có 30 à. Vậy thì mình phải giảm lại cho cô là 40. Mình trường hợp mình có bằng chứng là cái khoản mình có thể thu hồi lại cái khoản bị tổn thất. Bây giờ lúc trước mình nói mình tổn thất 70. Mà bây giờ mình tính lại thì mình tổn thất có 30 thôi. Vậy có phải mình sẽ ghi giảm lại 40 không? Nợ 128 có 635, 40. Mình sẽ ghi giảm lại cái phần tổn thất mà mình có thể thu hồi được. Đó. Tóm lại tài khoản 128 như sau, chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là giống như nợ phải thu là 1283 đó. Khi lập dự phòng nợ 642 có 2293, hoàn nhập thì ghi ngược lại. Nhóm còn lại là 1281, 1282 và 1288. Khi lập dự phòng chúng ta không lập dự phòng, chúng ta chỉ ghi nhận tổn thất. Nếu tài sản bị tổn thất ghi nợ 635 có 128, ngược lại ghi nợ 128 có 635, phần tổn thất có thể thu hồi được. 128 xong. Nhìn kỹ coi, cần cô nói lại gì không? Được hết không? Chúng ta còn cái tài khoản đầu tư dài hạn nữa. Một hai tám được chưa? Được không nè? Được không các bạn? Dạ được cô. Rồi bây giờ mình sang cái đầu tư dài hạn. Thực ra đầu tư dài hạn là khoản đầu tư vào đơn vị khác á, nó nằm ở 221, 2228 á. Nó giống như là 2291 á các bạn. Nghĩa là cách tính nó giống như Trang vậy. Chúng ta thay cho cô trên này nè. Thay cái tài khoản 2291 thành 2292 là được. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta cũng sẽ tính cho cô cái mức dự phòng cần lập so sánh với cái mức dự phòng đã lập, được chưa? Sau đó nếu lập thêm thì mình ghi tăng chi phí lên. Còn nếu hoàn nhập thì mình ghi giảm. Cái quan trọng là thay cái tài khoản 2291 thành 2292. Bây giờ coi nè. Giống như 2291 vậy, chúng ta sẽ tính cái mức dự phòng cần lập sau đó so sánh với mức dự phòng đã lập. Nếu lập thêm ghi nợ 635 có 2292. Nãy là 2291, nghĩa là chứng khoán kinh doanh. Còn đầu tư dài hạn 221, 22 và 28 thì lập dự phòng là 2292. Và hoàn nhập thì ghi ngược lại, nợ 2292 và có 635. Đây. Trong cái slide chúng ta có một cái lưu ý như sau này. Cô sẽ cố gắng là cô sẽ chỉ hết các phần slide mà cô chưa giảng. Tuy nhiên là khi đọc thì các em sẽ hiểu. Người ta nói nè, đối với đầu tư vào công ty con liên doanh liên kết khi lập dự phòng các em sử dụng tài khoản 2292, đúng không? Đầu tư nắm giữ dài hạn 2281 cũng ghi dự phòng vào 2292. Và lưu ý nè, đối với việc mình mua cổ phiếu chẳng hạn, thì cổ phiếu mà có niêm yết trên sàn á, thì các em sẽ xác định được giá thị trường, giống như là chứng khoán kinh doanh vậy đó. Các em sẽ căn cứ vào giá trị thị trường so với giá ghi sổ. Nếu như giá thị trường mà giảm nhỏ hơn giá ghi sổ thì chúng ta sẽ lập dự phòng giống như chứng khoán kinh doanh, lấy giá thị trường trừ giá ghi sổ ra phần chênh lệch nhân với số lượng ra mức cần lập so sánh với mức đã lập và tính ra số lập thêm hoặc hoàn nhập. Giống không? Nếu những khoản đầu tư mà không xác định được giá trị hợp lý á, nghĩa là nó không có niêm yết, được không ạ? Thì làm sao mà mình tính được? Với lại mình đâu có đầu tư bằng cổ phiếu đâu, mình đầu tư bằng tài sản cố định máy móc đi, làm sao mình tính được cái giá trị nó bị giảm?
chúng ta sẽ lập dự phòng căn cứ vào khoản lỗ của bên nhận đầu tư. Nếu như mình đầu tư vào công ty con mà nó có bị lỗ hoài thì mình cần phải lập dự phòng. Tại vì mình không có khả năng thu hồi được phần vốn, chứ đừng có nói là mình được chia cổ tức, đúng không? Thiệt ra nó có công thức tính chỗ này, nó có công thức, tuy nhiên mình không phải là dân tài chính, mình dân kế toán các bạn. À, chúng ta cũng không dạy sâu cái phần tính cái công thức này, thiệt ra cô có công thức. Nhưng về mặt phạm vi của chương này, bài tập thi cử thì toàn bộ sẽ cho em là nó nằm ở trường hợp trên. Nha. Chúng ta không đào sâu cái việc nằm ở trường hợp dưới. Nha. Do đó là cô không cung cấp cho các bạn cái phần công thức để tính ra cái phần lập dự phòng khi chúng ta không xác định được giá trị hợp lý của nó. Được chưa? Vậy cái phần lập dự phòng cô dừng ở đây. Được không ạ? Cô sang cái phần còn lại là đầu tư vào công ty liên doanh. Cái phần này nó ngắn thôi các bạn. Nó ngắn thôi, nó chỉ có một xíu thôi. Cô chỉ nhắc phần lý thuyết và nghe nhắc nhở nè. Đối với công ty liên doanh đó, chúng ta chỉ nói cho các bạn cái phần lý thuyết. Riêng cái phần mà định khoản tính toán này nè các bạn, chúng ta không sửa bài tập. Và đương nhiên khi thi cũng sẽ không có bài tập về liên doanh trong trường hợp BCC. Góp vốn liên doanh và trường hợp BCC nè là không có bài tập. Như vậy toàn bộ cái phần mà liên quan đến BCC á, kem về đọc, được không ạ? Chúng ta sẽ có lý thuyết thôi. Còn cái phần định khoản này là không hướng dẫn, đọc tham khảo thì được. Và bài tập không sửa, đi thi không có phần BCC, được không ạ? Bây giờ mình nói về liên doanh này. Trong cái liên doanh có hai hình thức, nãy cô nói rồi. Thứ nhất là thành lập một hợp đồng. Chúng ta liên doanh với nhau với hình thức là một hợp đồng hợp tác kinh doanh là BCC. Cô lấy ví dụ này. Cô là công ty chuyên sản xuất quần áo, được không ạ? Bạn cô là chuyên kinh doanh vải, có nghĩa là nó mua bán vải thôi. Và hai đứa cô hợp tác với nhau để làm một cái hợp đồng là may đồng phục cho một công ty. Vậy thì nó đưa vải và cô sẽ bỏ công ra, cô may. Có phải là hai đứa cùng hợp tác không? Nhưng mà quan trọng là hai đứa không thành lập nên một công ty mới. Đứa nào cũng có công ty riêng rồi. Vậy thì cô là công ty sản xuất quần áo, nó là công ty bán vải, nó đưa vải cho cô và cô lấy vải về cô may. Khi may xong thì hai đứa cùng chia lợi nhuận. Với cái hợp đồng hợp tác kinh doanh ở đây là hợp đồng may đồng phục. Như vậy rõ ràng không có một đối tượng pháp nhân được thành lập mới. Và trong cái trường hợp mà thành lập mà không có thành lập cơ sở pháp nhân như vậy, chúng ta không dùng tài khoản 222. Được chưa? Không dùng. Và chúng ta có các cách để định khoản. Chúng ta khi xuất nguyên vật liệu ra chúng ta ghi vào đâu? Chúng ta xuất nhân công, tiền lương chúng ta ghi vào đâu? Đây là các chi phí phát sinh trong quá trình tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Sau khi chúng ta định khoản chi phí xong rồi thì chúng ta hoàn thành cái hợp đồng đó, chúng ta có thể thỏa thuận để chia lợi ích với nhau bằng cách chia theo doanh thu, chia theo sản phẩm hoặc chia theo lợi nhuận sau thuế. Những cái này người ta hỏi là phải trả lời được. Được không? Có 3 cách chia: chia theo doanh thu, chia theo sản phẩm hoặc chia theo lợi nhuận sau thuế. Đây, nhớ kỹ. BCC là hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các em có thể tìm tham khảo cái từ tiếng Anh của nó là business, corporation và contract, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các em có thể tham khảo trường hợp BCC. Này là viết tắt của từ tiếng Anh không phải tiếng Việt. Do đó đừng có nói cô hợp đồng hợp tác kinh doanh nó 6 chữ, đây còn 3 chữ. Phải nha. Rồi, trường hợp thứ hai là thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Giống như ví dụ đầu giờ cô có hướng dẫn các bạn rồi. Cô và thằng bạn hai đứa góp vốn thành lập một công ty. Và công ty đó là một cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân riêng. Trường hợp đó khi góp vốn cô ghi vào 222, thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Như vậy nhớ nha. Chỉ có trường hợp thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Nghĩa là đối với trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc là thành lập cơ sở thì chúng ta đều có quyền đồng kiểm soát hết. Nhưng chúng ta chỉ theo dõi cái vốn của mình đó. Đối với trường hợp là có thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát,
nghĩa là ghi vào 222 mà thôi. Trường hợp còn lại chỉ có làm với nhau là một hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi hợp tác xong, hợp đồng đó chấm dứt thì chúng ta giải tán đó, thì nó không được gọi là, không được sử dụng trường hợp 22. Các cách chia này, chia theo sản phẩm này, chia theo doanh thu đó, chúng ta có thể tham khảo thêm. Về trình bày thông tin trên bảng cân đối kế toán như đã thống nhất từ chương 1, tất cả những tài khoản mà đã ghi rõ trình bày trên bảng cân đối ở mục nào, mã số chỉ tiêu nào, cô không nói lại. Được không ạ? Nó có hết rồi các bạn ơi. Không nói lại. Riêng cái tài khoản 229 là dự phòng tổn thất tài sản, các em bổ sung giùm cô các thông tin. Đây là một khoản dự phòng. Và khi trình bày trên bảng cân đối, nó trình bày bằng số âm, bằng cách ghi trong hoặc đơn. Được không? Các em bổ sung cho cô tài khoản 2291 và 2292, trình bày bằng số âm, bằng cách ghi trong dấu ngoặc đơn. Bổ sung vào giúp cô đi ạ. Trình bày bằng số âm, bằng cách ghi trong dấu ngoặc đơn. Để chúng ta có bài tập hoặc bài thi mà người ta yêu cầu mình trình bày đó, thì mình phải biết là ghi bằng số âm hay số dương. Còn không nói gì là số dương nha. Được không ạ? Những cái nào số âm cô sẽ cố gắng để note lại cho các bạn. Ví dụ 2291, 2292, trình bày bằng số âm, bằng cách ghi trong dấu ngoặc đơn. Bổ sung vào slide của mình đi ạ. Nào, xong chưa? Ghi xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Được chưa các bạn? Dạ được rồi cô. Bây giờ mình sẽ qua 3.6. Có một cái bạn nữ nãy cũng hay phát biểu đó, thì em có thể báo tên lại với cô được không ạ? Nhi á cô, em Nhi. Nhi luôn hả? Ái Nhi hả bé? À cô. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua 3.6 và cô sẽ hướng dẫn, và bạn nào làm được thì chúng ta cứ mạnh dạn đọc để cô sửa, được không ạ? Công ty QM góp vốn bổ sung vào công ty con với một thiết bị sản xuất có nguyên giá là 70 triệu, nghĩa là gì? Chúng ta sẽ góp vốn đầu tư vào công ty con là một tài sản cố định. Nguyên giá là 70 và khấu hao là 20. Mà giá trị thỏa thuận, nghĩa là hai bên người ta đánh giá là giá này là 60. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái định khoản góp vốn vào công ty con giúp cô. Được không? Bằng tài sản cố định, nguyên giá là 70, hao mòn lũy kế là 20, hai bên đánh giá là 60. Được chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ em cô. Ngân hả? Dạ. Dạ cô, là nợ tài khoản 221 là 60 triệu. Rồi đọc đi, cô nghe, đọc đi. Nợ tài em khoản đọc. 221 là 60 triệu giá thỏa thuận. Nợ rồi. Tài khoản 214 20 triệu là cái giảm hao mòn lũy kế. Có tài khoản 211 là 70 triệu là nguyên giá. Có tài khoản 711 10 triệu là lấy 60 triệu cộng cho 20 trừ cho 70 triệu ạ. Đúng rồi, đúng. Cảm ơn em. Đây, ví dụ thì cô để sẵn rồi. Cái đó rất dễ, được không ạ? Là mình sửa nè. Nguyên giá tài sản là 70 nè. Khấu hao là 20 nè. Giá trị hai bên thỏa thuận là 60. Vậy trong trường hợp này giá thỏa thuận là 60. Giá trị còn lại các em có thể lấy tính thử nè. 70 trừ 20 có phải là 50 không? Nếu như bạn nào mình yếu, mình không định khoản được bên nợ bên có, thì mình cứ dùng xem, mình so sánh để mình biết là trường hợp đó nó nằm ở định khoản nào. Được không? Chúng ta sẽ lấy trường hợp giá thỏa thuận lớn hơn giá trị còn lại. Nếu như mà mình không biết định khoản thì mình cứ nhìn vào đó.
Nợ 211 là theo giá thỏa thuận là 60. 221, xin lỗi, nợ 221 góp vốn vào công ty con. Giá thỏa thuận 60. Có 211 là giảm nguyên giá của tài sản cố định là 70. Nợ 214 là giảm hao mòn lũy kế 20. Sau đó chúng ta nhìn nè. Cái phần chênh lệch này á, thì cái người nào biết thì nó rất dễ. Còn không biết nhìn nè. Tổng bên nợ là 80. Lấy 60 cộng 20 có phải 80 không? Tổng bên có chúng ta có 70 thôi. Vậy thì có phải chênh lệch nó bên nợ lớn hơn bên có không? Vậy chênh lệch còn lại nó sẽ nằm bên có. Và chúng ta ghi bên có là có 711 cam lấy nè. Tổng bên nợ 60 cộng 20 là 80. Và trừ cho bên có 70 là chúng ta ra chênh lệch là 10 triệu. Đây là chênh lệch lời. Giá trị còn lại chỉ có 50 mà người ta nhận 60 là mình đang lời. Lời đưa vào 711. Và nhớ nha, chỉ có trường hợp mà đem tài sản hoặc hàng tồn kho đó mà đi góp vốn bằng tài sản cố định hoặc hàng tồn kho thì cái phần chênh lệch đó mới là 711 và 811. Còn mà lời hoặc lỗ trong quá trình bán á, thì phải là 635 hoặc 515. Đừng có nhầm lẫn nghe. Một hồi đi thi là lúc nào cũng 711, 811 hết. Được không ạ? Chỉ có duy nhất cái trường hợp mà đem tài sản hoặc hàng tồn kho đi góp vốn á, thì chênh lệch giữa giá thỏa thuận và giá trị còn lại hoặc giá thỏa thuận và hàng tồn kho đó. 711, 811. Về nhà học bằng cách này nè. Tại vì nó có trắc nghiệm nữa. Các bạn phải lưu ý. Người ta không có dễ thương mà người ta định khoản cho các bạn không. Người ta sẽ hỏi giống như lúc đầu giờ cô hỏi á. Người ta sẽ hỏi nè. Nếu trường hợp góp vốn bằng hàng tồn kho, giá thỏa thuận lớn hơn giá xuất kho chẳng hạn. Người ta sẽ hỏi là ghi bên nợ hay bên có. Người ta sẽ hỏi ghi vào tài khoản nào. Chứ người ta đâu có cho con số để các bạn định khoản. Trắc nghiệm mà. Vậy thì mình phải suy nghĩ trong đầu. Là trường hợp đó nó phải nằm bên nợ hay bên có. Và nó khi nó nằm như vậy thì nó nằm ở 711 hay 811. Trường hợp người ta cũng có thể hỏi các bạn nè, giá thỏa thuận lớn hoặc nhỏ hơn giá trị còn lại, chênh lệch nó nằm bên nợ hoặc bên có tài khoản nào? Trắc nghiệm mà, được không ạ? Có nhiều cách để hỏi, đúng không? Rồi người ta hỏi ví dụ như bán thanh lý mà lời ghi vào đâu? Cho ai định khoản nợ cái này có kia miết, được không ạ? Rồi, khi học là phải nhớ được bản chất của nó thì mình mới trả lời được. Rồi, phần lý thuyết hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Phần bài tập về nhà. Bài số 2, xin lỗi, bài số 1 hôm trước là cô dặn các bạn rồi, đúng không? Coi như bài 1 làm cá nhân đi. Hôm sau nếu có sửa thì cô gọi cá nhân để sửa. Các em sẽ làm bài nhóm cho cô là 2, 3 và 6. Làm bài nhóm file Word và tiếp tục sẽ nộp. Đó, tiếp tục sẽ nộp trên MS Teams trước giờ chúng ta sửa bài. Lưu ý nha, cô không la khi các bạn làm sai. Nhưng cô không chấp nhận các em đi lấy bài nhóm khác và các em đưa cho cô. Nhớ nha. Hãy nhớ những cái đó. Sau này làm bài nhóm mà cô phát hiện ra hai nhóm có sao chép hoặc có sự nhờ vả một đối tượng nào đó. Cái này không phải là cô nói không đâu. Và cô biết rồi đó. Bạn thuê, bạn mướn ai làm đó cô không biết. Nhưng nếu như cô phát hiện từ một nguồn hai nhóm đó hoặc ba nhóm đó tất cả bằng không điểm. Nè, nói là làm đó. Nhớ nghe. Rồi. Như vậy bài số 2, bài số 3, số 6 là làm trên file và nộp lại. Bài số 1 là không cần nữa. Và ai làm rồi chúng ta sẽ để sửa. Nếu hôm sau chúng ta sửa, chúng ta sẽ sửa bằng cách gọi tên và chúng ta sẽ làm. Được chưa nè? Nội dung lý thuyết có cần cô hỗ trợ cái gì nữa không? Đem tài sản đi đầu tư. Rồi, nói đi Hoa. Nói đi em. Cô nghe ạ. Cô cái chỗ đem tài sản cố định đi đầu tư, cô chỗ nguyên giá với hao mòn lũy kế, mình ghi cụ thể là tài khoản cấp 2 luôn hay là mình chỉ ghi cấp 1 thôi cô? Trong cái nội dung kế toán thì 93 không bắt buộc các em là phải dùng đến cấp 2, nghĩa là trong chương này nội dung nó không chú trọng đến cái phần tài sản cố định. Các bạn phải hiểu là ví dụ như mình học kế toán thì chính một là tài sản cố định thì các em bắt buộc phải thuộc tài khoản cấp 2, ví dụ 211 mấy, đúng không ạ? Còn ở đây nội dung của mình nó đang là đầu tư tài chính. Như vậy rõ ràng phạm vi của cô đang cố hướng các bạn, có nghĩa rằng cô bắt các bạn thuộc đến cấp 2 của 121, 128 và 22 mấy đó. Do đó cô không bắt buộc các em đối với tài sản cố định thuộc cấp 2. Hiểu vấn đề chưa? Được chưa? Được không Hoa?
nghĩa là chúng ta nắm rõ là chúng ta đang học cái gì thôi. Thì không thể, thiệt ra là nếu như kế toán tài chính 1 mà các em học được rồi thì chắc chắn chỗ này các em phải thuộc lên cấp 2 rồi. Nhưng mà không biết là ngày xưa mình học là mình có thuộc được hay không. Đó. Rồi, bỏ lên đây bài giảng nè. Buổi số 8 xong rồi thì bây giờ là buổi thứ 9 nha. Cô giờ nghỉ đúng không cô? Rồi, được rồi. Nghỉ đi, ai xong rồi mình có thể thoát. Được không? Rồi, trong một file bài giảng các em có thể lấy phần lý thuyết của mình về, được không ạ? Cô để trên cái phần bài giảng này, buổi số 9 của mình. Rồi, có gì thắc mắc nữa không nè? Có gì cần cô hỗ trợ nữa không? Có còn cái gì hỏi không nè? Có gì hỏi cô nữa không? Không, mình nghỉ nha. Được không ạ? Lớp mình nghỉ, được chưa? Nhớ làm bài tập hôm sau mình sẽ sửa.